Xin chào chị Nguyễn Linh. Cái mồm đó em đi cầm mà chị, nãy cho anh Thủng nghỉ em cầm cái mồm chị ơi. Kinh tế khó khăn quá chứ, cái gì cầm được là đem cầm hết. Giờ không còn bờm bớm gì ở đây nữa. Xin chào Loan Thái. Ôi là trời, ôi là trời, tiết cầm được cái gì là đem cầm hết. Rồi cả nhà ơi, vô chuyên môn nha cả nhà, vô chuyên môn nha. Rồi bộ tiết mặt là bi đỏ 40-55 kg. Đây bộ tiết mặt bi đỏ. Cầm chỗ nào? Cầm chỗ nào chỉ chị với hả? Em cầm tiệm vàng gần nhà em chị. À đem cái bòm nó cầm tiệm vàng chị ơi. Nãy tranh thủ nghỉ lai rồi đem đi cầm luôn đó chị. Lai xong tới chiều có tiền rồi đi chuột. Rồi ai lấy bi đỏ chút, bi đỏ nha. Rồi cái này 40-55 kg luôn, chốt thì tiết là đỏ hoa. Rồi đen này là cô đông mịn, còn cái bộ tiết mặt lại là thun bô riếp. Em chào chị Dương Rạng. Bởi vì chỉ có chị Linh mới hiểu em. Chỗ đó có cầm người không? Em cũng hỏi luôn, hỏi có cầm người. Em tính cầm em mà nhìn thấy em cái người ta lắc đầu. Nói, người ta nói nhận cầm cái bồm thôi. Rồi cái này ghi cho tiết là hoa đỏ, 40-55 kg hoa đỏ nha. Đây cả nhà, cái này là hung cô tông mịn. Còn bộ tiết màu là hung cô riếp nha. Cái cô tông mịn này á giá nó cao hơn, nhưng mà thôi tiết cũng sale một giá một nha. Cái này lấy thì ghi cho tiết là hoa đỏ 40-55 kg, đẹp lắm cả nhà ơi. Rồi chế Mỹ Hằng Mai lấy hoa đỏ. Rồi hello hello bồng bon. Cái bồng gì? Cái này là mango này chị. Mango, cái nào mà chị thấy bông bông á là mango nha. Còn cái nào một màu á là bu rip hoặc là cô tông mịn. Chị Kim Nhung đơn hàng chị lâu chưa thấy giao. Rồi để em coi. Chị ơi à, đang giao đó chị. Giao hơi chậm xíu, chị gán đợi giùm em nha. Lê Thị Hoa, khách ơi bây giờ like sáng thì chị không có nhớ được nha khách. Tại vì tí cũng like nhiều chị á, không thể nhớ từng chị được. Khách gán đợi nhân viên mình tí gọi chốt đơn báo chính xác cho mình nha. Bộ này 40-55 kg, mình ghi cho tí là kem. Kem nha, 40-55 kg mã là kem. Chia sẻ cho lên mấy nhóm rồi, cảm ơn chị Nguyễn Linh. Rồi cái này mình ghi cho tiết là kem nè, 40-55 kg kem. Rồi chế Mỹ Hằng Mai có kem. Rồi em nhớ em có nguyên cái cục thiết kế này, không biết em để ở đâu rồi, đẹp quá, nguyên cục luôn. Rồi bộ này to hơn khách ơi, bộ này 50-58 kg đi. Mình ghi cho tiết là đỏ 2 nha. Cái này là 50-58 kg, ghi cho tiết là đỏ 2. Kem tiết hết rồi cả nhà, mình ghi cho tiết đỏ 2 nha. Mọi người thấy tiết là có cái bồm coi được hơn là trắng trơn như thế này. Ở xong đang hỏi. Rồi ghi chữ đỏ 2, hồi sáng có cái bồm. Rồi bây giờ là đem cầm cái bồm luôn, bán tiết là đem cầm cái bồm luôn. Chị Linh ơi, thấy em làm gì được không chị Linh? Mã này ghi cho tiết vàng nơ, 40-55 kg vàng nơ. 40-55 kg vàng nơ gì tiết nha. Đấy, này cũng đẹp nè. Cái này là giống cái chữ tiết đang mặc. Giờ 40-55 kg chốt cho tiết vàng nơ. Đỏ 2 đi cả nhà, đỏ 2 đi đẹp. Trời ơi, xuất sắc. 40-55 kg làm gì cũng đẹp. Mọi người nghe câu này em khoái dễ sợ luôn á. Nâu 40-55 kg, nâu
10-55 ký chốt cho tiết là nâu nha. Nó đẹp quá mọi người ơi. Xíu tiết hai mẫu này cho xem nha. Vàng nơ cho Loan Thái. Rồi đẹp quá nè. Rồi nâu đi khách. Em coi đơn chị tới đâu rồi. Rồi đợi em quanh vô các em kêu em quanh kiểm tra nha chị. Tại cái phần đó là quanh kiểm tra đơn á chị. Rồi đợi tí coi hồi sáng tiếp nhau mấy cục. Đây vàng nơ, vàng nơ tí đã chốt rồi mọi người. Còn nâu nha. Hồi sáng nó lấy ra cũng nhiều. Nâu cho Trần Ánh thiệt. Rồi đây cả nhà ơi, đẹp lắm luôn nha. Cái mẫu này hồi sáng cái mặt mà sang lắm. Mình ghi cho tiết bộ này là trắng đi. 40-57 ký nha, trắng. Đây ở sau có dúng hung xíu nha. Rồi ghi cho tiết là trắng. Trắng này 40-57 ký. Đó đẹp lắm luôn cả nhà. Đây trắng nha. Rồi bên chị không chê đâu được. Đây khách ơi đẹp lắm luôn. Cái bộ này trắng nha. Rồi cái này thì có dúng khung ở phía sau. Dúng eo á. Eo mình tới đâu sẽ là coi diễn tới đó. Rồi chế Mỹ Hằng Mai lấy trắng. Rồi cái dúng này là em có nguyên cục luôn. Rồi 40-57 chốt cho em là trắng 2 đi nha. Tại vì cái màu nó vậy nè. Em đi đọc sao cho đúng trắng 2 giùm em. Cũng 40-57 ký. Cái phần này là nó có khung coi diễn. Rồi ghi cho em trắng 2. Rồi em hết trắng rồi chị Dương Rạng. Qua trắng 2 giùm em nha chị Trần Ánh Điệp ơi. Trắng 2 này em có 2 bộ nè mấy chị. Trắng 2 đó em có 2 bộ. Đẹp quá mấy chị ơi. Trắng 2 giùm em nha đó. Nó hoa văn nó đẹp quá. Rồi mấy chị chốt từng tiết nha. Trắng 2 40-57 ký. Trắng 2 rồi tiết có 2 bộ nha. Đấy giùm tiết là trắng 2. Rồi tiết có đủ màu cho mình. Trần Ánh Điệp trắng 2. Rồi ok khách hả. Chế Mỹ Hằng Mai trắng 2. Rồi Loan Tháo rồi tiếp hết trắng 2 luôn. Tiếp có xanh lá. Linh mặc size gì? Chị Linh cho em chiều cao xuất ký em báo chính xác cho. Phải này có size ha. Mà thử trắng thì rồi chốt hết rồi em. Rồi xanh lá 40-57 ký. Xanh lá có đủ màu luôn nè cả nhà ơi. Hồi sáng tiếp mặt mẫu này á mọi người nên chốt mẫu này đi. Tại vì nó có phần thun ngay eo nè. Nó ôm với cái eo của mình nha. Coi giãn theo eo của mình. Xanh lá một tí nha. 40-57 ký. Rồi ghi cho tiết đỏ luôn. 40-57 ký. Đỏ luôn mọi người. Rồi chốt chưa chị? Đang gọi đó em Ngọc Tuyền. Rồi đây là đỏ nha mọi người. Chị Nguyễn Linh. Chị ơi chị lấy cái size bên tiếp 55-60 ký chị Nguyễn Linh. Điện nước to à. À điện nước dư giả thì chị lấy size 55-60 ký giùm em nha. Xanh lá cho Loan Thái. Điện nước này dư giả đó. 55-60 ký là chốt liền nha chị Nguyễn Linh. Rồi cái này mình ghi cho tiếng là xanh riêu luôn đi. 40-57 ký xanh riêu. 40-57 ký xanh riêu. Rồi xanh riêu nha. Đỏ cái xanh riêu đó. Một kiểu là có nhiều bông cho mình ha. Hồ lựa nha. Đỏ cái xanh riêu vàng. Loan Thái có đỏ. Xanh riêu đi cả nhà. Hồi này ghi cho tiếng là vàng. 17 ký có dúng khung nha. Nó vô mà mặt dúng khung á mọi người đẹp lắm. Giống như eo mình tới đâu thì sẽ co giãn theo tới đó. Rồi chốt cho tí là vàng. Kiểu này đẹp đúng rồi chị Linh. Chốt đi chị. Cái này chị 58 chứ 16 chị mặc cũng được. Cũng được đó chị. Rồi má này ghi cho tí là xanh đen. Đó đủ màu không? Chuẩn bị qua kiểu khác cho mình. Rồi Kim Anh Trần lấy vàng. Tại vì tí thấy cái mẫu này đẹp. Đẹp nhưng mà đẹp như, cho nên là tí lên luôn đủ màu cho mọi người chốt. Rồi cái này ghi cho tí là xanh đen. Cái xanh đen này cũng quá đẹp luôn.
xanh đen là cái nền nè, ở cái nền này xanh đen nha. 40 đó 57 kg giùm tí xanh đen. Rồi chốt xanh đen mọi người ơi. Xanh đen. 40 đó 57 kg xanh đen. Rồi đây, cái này ghi cho tí là chữ B. Chữ B nè. Đó, 40 đó 57 kg nguyên cây đủ màu luôn. Chuẩn bị qua 345 nha. Rồi lên chữ B đi mọi người. Xanh đen cho lọc vỏ. Rồi ok em nè, xanh đen. Chữ B hết rồi. Xanh đen tiếp hết rồi, Trần Ánh Điệp ơi. Banh cái quần ra coi. Rồi đây chế, em banh ra cho chế coi nè. Rồi chế ơi, banh hết cỡ luôn nè. Rồi chữ B. Xanh đen tiếp hết nha khách. Chữ B. Rồi cái này xanh riêu còn hai màu tí dơ lại cho mình. Chữ B cho Trần Ánh Điệp. Rồi cái này ghi cho tí là xanh riêu. Ai tí gọn bộ xanh riêu mình chốt giùm tiếp. Bộ này xanh riêu. Vừa chốt thì chế gọn bộ cuối cùng. Đợi tí xíu tí coi cái này tí còn không. Hình như là còn nha. Hình như là còn nguyên cây này nè. Cao nghe lấy xanh riêu. Rồi hết luôn bởi vậy. Kêu banh ra cho coi. Banh ra cho coi rồi. Chốt hết luôn. Còn này chết. Còn này chết ơi. Chốt lại cho tí vàng nè. Tí còn nè. À còn nha. Vàng 40 đến 57 kg chốt lại mọi người ơi. Cố gắng dơ lại cho mọi người nè. Vàng nè. Đây còn nguyên cây nè. Cam. Rồi chốt ba bộ đi đơn. Rồi ok Trần Ánh Điệp. Rồi ba bộ đẹp quá. Cam luôn nha. 40-57 kg cam. Rồi vàng cam nha cả nhà. Đó mẫu này tiếp lên là ai chưa chốt thì chốt dùm tiếp nha. Nó nhiều bông quá nhiều khi khó chọn phải không khách. Phương Lê lấy vàng. Rồi ok em Phương Lê. Trời cái bộ này đẹp nha. Áo thun quần mango nè. Sang lắm luôn. 40-55 kg. Đen phối. Đây cái quần mới sang nha. Đó quần sang quá sang luôn. Đen phối nè. 40-55 kg. Chốt liền mấy chế đẹp rồi đen phối. Đó. Xuất sắc nha. Về mà áo lẻ với quần khác cũng được. Rồi mình quanh nơ nha mấy chế. Rồi 40-55 kg. Xanh nơ. Xanh nơ nha, kiểu biết mặt mình ghi cho tí là xanh nơ đó. Tí đọc cái này là cái nơ nè đó. Khi mình mặc là nó thẳng ra như thế này nha. Đó mình mặc là nó thẳng ra. Rồi ghi với xanh nơ 40-55 kg nha. Mã của mình là xanh nơ. Rồi Kim Anh Trần hai bộ gửi luôn ok em nha. Đen phối với Nguyễn Hiền. Rồi Nguyễn Hiền có đen phối. Rồi đen nơ đẹp không. 40-55 kg đen nơ. Đây cả nhà mặc cái này quá trời sang luôn nha. Đó, cái mẫu này cái tay cưng nha. Nó đưa ra ngoài chút xíu nè. Rồi mã này ghi cho tiết là đen nơ. Rồi 50-58 kg bèo. Quá đẹp luôn á. 50-58 kg chốt cho tiết là bèo. Rồi chốt cho tiếp bộ này beo nha. Bộ beo cũng đẹp quá. 50-58 kg beo. Sanner Lê Hung Hồ. Đây Sanner. Mình là Hoa Hồng Đồng Tháp. Banner Lê Hung Hồ. Biết sao không Nguyễn Thị? Nhiều khi á khách trùng nhiều quá cho nên là tiếp cũng không biết chính xác nữa. Mình cứ chốt số điện thoại bên tiếp gọi nha. Rồi beo cho Lê Hung Hồ. Rồi mã này mình lên cho tiếp nè. Da nha. 40-57 kg da. Da là cái kiểu đầu hồi nãy tiết like nhiều màu á, mình ghi cho tiết da nha. Hồi nãy chốt cái tiết da nè. Nó kiểu này mặt đẹp, kiểu này mặt sang. 40-57 kg ghi cho tiết da. Rồi đây có chữ B. Chữ B này là trắng, là trắng nha. Chữ B nè. 40-57 kg. Rồi Lê Thu Hồ lấy da.
Rồi đây là trắng đó, chữ B, chữ B. Hồi nãy chữ B kia cái nền da, còn này nền trắng. Rồi mình ghi cho Tiếp là chữ B đi khách ơi. Da Tiếp hết rồi, ông Nguyễn Hiền ơi. Đây nè, đó, cái này máy đẹp, máy sang này, chữ B lên liền đi khách. Chữ B. Rồi đây, cái này là gì đây? Rồi 40-56kg chữ phối. 40-56kg chữ phối. Chữ. Rồi phối với cô Công Mạnh. Cái này cô Công Mạnh nha. Mã này ghi cho Tiếp là chữ phối nha các ơi. 40-56kg Lê Thu Hồ lấy chữ B. Chữ phối, đẹp quá đẹp luôn nha. Chữ phối lên lại có bộ đỏ này, đẹp mấy chế không chốt. 50-58kg đỏ nha. Ôi kiểu này đẹp như thế này. Đỏ nha, 50-58kg. Chữ phối, rồi Lê Thu Hồ chữ phối. Rồi chốt đỏ thì đẹp quá đẹp luôn. Rồi 50-58kg mình tiếp nha, phối cô Tâm Mạnh nha. Đó, cái mẫu này là phối cô Tâm Mạnh. Mẫu tiếp mặt là phối mango. Ok Nguyễn Hiền da Rồi tiếp có bộ cam nè, Nguyễn Hiền ơi. Mẫu đó tiếp có cam, chữ phối tiếp hết là Ngọc Thanh Phương. Thả like, thả tim đi khách, mình khách mới nhiều khi tương tác còn kém cho nên là bình luận mình nhảy lên sao á khách. Ghi tí là cam nè. Chữ phối tiếp hết rồi mấy chị. Rồi đây cam nha, giống bộ da vô lại mọi người xem cái mã này tiếp đọc là cam nè. 40-57kg giùm tiếp nha, rồi chốt cho tí là cam. Cam cam nha cả nhà ơi, cam với đỏ. Rồi lên số là số 3. Cam Lê Thu Hồ. Rồi đây, đen 3 40-55kg. Rồi mã này ghi cho Tiếp đen 3 nè, 40-55kg khách. Đây. Nhà này thì 345 thôi, không có lớn hơn nha cả nhà. Đen 3 size 3 là 40-55kg. Rồi chốt cho Tiếp đen 3. À bên kia hả? Để Tiếp like đi mình ứng nào mình chốt nha. Rồi mã này ghi Tiếp đỏ 3 luôn, 40-55kg đỏ 3. Biết sao không, hàng sale nhiều mẫu lộn xộn khách. Khách cứ heo tí thì Tiếp giờ lên mình ưng tới mình chốt nha. Đỏ 3, 40-55kg đỏ 3. Cái vàng này nó xuất sắc. Đen 3 cho Phương Hồng. Đen 3 cho Phương Hồng. Mai em tiếc cho chị mượn tiền mua cái iPhone 3 về coi lại quá. Ủa, có iPhone 3 luôn hả chết? Có luôn hả? Rồi đó ba. Em xài iPhone 6, em đấu với iPhone 3. Vàng 5, 60-65kg giùm em, vàng 5. Vàng 5 60-65kg giùm Tiếp nha, vàng 5. Size 5 á mấy chị, 60-65kg vàng 5. Chị lên cái iPhone 5 đang coi khách điện thoại thấy. Quất liền cái iPhone 14. Quất liền chị, quất cái iPhone 14 coi cho nó đã. Xanh lá 5. 60-65kg giùm Tiếp xanh lá 5. Đồ pyjama nhận được rồi, vải dày đẹp. Ưng ghê, đến khi nào mới sale rồi đó nữa. Ồ, vẫn còn sale nha. Nè, Tiếp vẫn còn. Cái này mình ghi cho Tiếp xanh lá 5. Em mà tức quá là em như chị Linh là phải quất cái iPhone 14 về coi livestream cho nó đã. Này mình ghi cho Tiếp lập thể 5. Ngọc Tuyền ơi, hồi sáng Tiếp có nói là mình khách mới, mình đã chốt 5 bộ. Bây giờ mình có thêm mình phải cọc. Cọc là cọc chuyển khoản. Khi nào Tiếp nhận cọc thì Tiếp mới chốt thêm được nha. Cái này ghi cho Tiếp là lập thể 5, 60-65kg giùm Tiếp nha. Lập thể 5. Trời, cái bộ này đẹp lắm mấy chế. Nè, mấy chế coi nào, mặc lên sang lắm luôn. Em Tiếp chuyển khoản cho chị mừng. Trời, chế hồi nãy em mới đi cầm cái bồm được 50.000. Thiệt luôn á. Mới đi cầm cái bồm 50.000 chứ thấy không.
thể 5 cho Lê Thị Hoa. Rồi lên size 5. Mai mua liền đi chị. Rồi đây, cả nhà ghi cho Tiết đen 5 nha, cổ sơ mi đính lá như thế này. 60 đến 65 kg. Rồi chốt Tiết đen 5. Đen 5, đen 5. 60 đến 65 kg một Tiết nha, đen 5. Rồi sập 5 nè, cái bộ này đẹp quá đẹp luôn. 60 đến 65 kg bộ này đẹp quá. 60 đến 65 kg. Rồi mã này Lê Thị Hoa lấy đen 5. Trời đẹp quá, mấy bộ size 5 này đẹp quá ta. Mấy chị chốt liền cái sọc 5 này đẹp quá mấy chị ơi, có đá. Rồi đen 5 em hết nha, Phương Hồng ơi lấy mấy em sọc 5 nha. Khoan khoan đợi tí coi, ở đây tí còn mấy bộ. Rồi đợi tí tí coi giống. Đen 5 hình cái nơ. Rồi đen 5 đó tí hết nha, đợi tí qua cái màu khác nha. Xanh đen 5 chị biết nha, xanh đen 5 60 đến 65 kg. Đây cái này khách ghi cho tiết xanh đen 5. Nền của mình là nền xanh đen. Xanh đen 5 60 đến 65 kg trội đá. Xịn quá xịn luôn. Ngô Ngọc lấy sọc 5 quá trời đẹp nha. Sáng giờ là chốt mấy bộ hơi bị đẹp nha Ngô Ngọc ơi. Xanh đen 5. Xanh đen 5, xanh đen 4 luôn, hai size. Xanh đen 5 và xanh đen 4. Rồi xanh đen 5 là 60 đến 65 kg, xanh đen 4 là 55 đến 60 kg. Rồi ghi giùm tiếp nha. Rồi tiếp đó. À xanh đen 3 này. Rồi này là trắng 5 đi. Cái bông nó giống một cái kiểu khác. Cái xanh đen 3 đợi xíu tiếp lên. Rồi trắng 5 là cổ sơ mi đính đá 60 đến 65 kg trắng 5. 60 đến 65 kg. Rồi chốt cho tiết mã là trắng 5 nha. Đẹp quá đẹp luôn. Ai chưa chốt chốt thì tiết trắng 5. Rồi cái này mình ghi cho tiết là chữ 4. Cổ sơ mi quá sang luôn. 55 đến 60 kg chữ 4. Đó, đẹp quá đẹp. Rồi mã này mình ghi cho tiết chữ 4 nha. Chữ 4. Rồi xanh đen 3 40 đến 55 kg xanh đen 3. 40 đến 55 kg chốt cho tiết là xanh đen 3. Đây nha. Ủa sao không chốt? Tại sao không chốt? Đồ đẹp không mà tại sao không chốt? Rồi xanh sọc 3 cho tiết luôn 40 đến 55 kg. Cô Tâm Lệnh chưa có hàng em Lê Thu Hồ ơi. Chắc vài ngày nữa em. Rồi mã này ghi cho tiết xanh sọc 3 nha, size 3 40 đến 55 kg. Trời quá sang luôn cả nhà. Chốt liền xanh 3 này nha. Rồi cam 4 55 đến 60 kg cam 4. 55 đến 60 kg. Rồi cảm ơn em Bồn Bồn. Là mẫu nơ nha. Chữ 4 cho Nguyễn Nga, đen 3 cho Nguyễn Phú Thịnh. Chữ 4. Đó, bây giờ bắt đầu kiếm nè. Đây, chữ 4. Xanh đen 3 Nguyễn Phú Thịnh ơi, xanh đen 3 nha, không phải đen 3 nha khách, mình ok không khách? Cái này nãy tiếp đọc là đen 3, xanh đen 3 nè khách. Đúng thì mình ghi cho tiết là ok nha. Đó, đúng thì mình ghi cho tiết là ok nè. Cái này nãy tiếp đọc là xanh đen 3. Xanh đen 3 nha. Em Trương Trần ơi, em mua đồ may sẵn. Bây giờ em nghe số ký thế nào, em vừa em chốt. Chứ chị không có bán chính xác số ký của em nha em. Cái này là đồ may sẵn. Ngày thứ hai chị hàng nhiều em like. Buôn mình không. Rồi Nguyễn Phú Thịnh ơi, bộ đó là xanh đen 3 khách. Rồi mùa mốt em like lại ngày khác nha chị. Chị Nguyễn lên mùa mốt em rút kinh nghiệm like ngày khác. Em để đồ đẹp lại cái ngày nào chị nhắn tin em trước em để.
Rồi có bông lao xanh đen ba tiếp chốt rồi nha khách. Đây lên mẫu nơ. Rồi cái này đen nơ 50-58 ký đen nơ. Bộ tiết mặt là bi đỏ 40-55 ký. Còn cái này là đen nơ. Rồi đen nơ đen nơ. Đây trời ơi cái mẫu nó đẹp quá mọi người. Hung cô tông mịn luôn nha. Mọi người ghi cho tiết bộ này là đen nơ. Đó kiểu giống tiết nha. Màu đen nó đẹp hơn. Màu đen đẹp hơn đen nơ. Rồi mã này ghi da nơ luôn. 50-58 ký da nơ luôn. Rồi ai lấy chốt dùm tiếp nha. Còn mấy cái màu đẹp không à. Nè da nơ nè. Rồi da nơ. Rồi xanh nơ. Vậy là nguyên cây nơ luôn nha. Nguyên cục này nơ lên luôn nha. Xanh nơ luôn nè. 50-58 ký. Đen nơ do Trinh Nguyễn. Rồi đó mẫu tiết mặt mấy cái màu đẹp không. Màu này không đẹp, nãy giờ không ai chốt chân. Rồi cái này xanh nơ nè. Rồi xanh nơ, xanh nơ. Rồi da nơ do Lê Thu Hồ. Nè, cho xem 10 mẫu mặt nè. Đó, xuất sắc chưa. Phối là phối hung cô Tâm Mạnh nha. Cái này phối hung cô Tâm Mạnh, xanh nơ. Chị ơi chữ 4 em đã bán rồi em hết rồi nha chị. Xanh nơ Lê Thu Hồ. Da nơ tiếp hết rồi bạn khoai lang. Đây bây giờ tiếp có chữ nơ nè. Khoai lang chịu không đó. Này cũng đẹp nè. Chữ nơ nha. Cảm ơn bòn bòn. Cái này mình ghi cho tiếp chữ nơ đi đó. Chữ nè. Chữ nơ nha. Rồi nâu nơ. Đủ màu, nguyên cây đủ màu. Nâu nơ nè. 50-58 ký. Rồi đây cả nhà, tiết dơ đủ màu cho cả nhà lựa luôn. Phối phun cô Tâm Mịn rất là xịn sò luôn. 50-58 ký dùm tiết. Rồi đây. Bi nơ. Quá hot luôn. 50-58 ký. Bi này bi đen ha, bi đen thì đẹp hơn. Rồi nâu nơ cho chế Nguyễn Linh. Đó mẫu giống em đang mặc nè. Cái màu em mặc nó nổi quá mày chốt chân. Rồi đây bi nơ nha. Có kiểu tài còn em còn nhiều lắm đợi chị xíu. Rồi mã này ghi cho tiếp nè. Bi nơ 50-58 ký. Nguyên cây mẫu nơ. Em nhận đồ rồi đẹp lắm. Rồi cảm ơn em Lan Thị Bé Lan. Đỏ nơ nè. 50-58 ký cái thời đỏ nơ. Đẹp quá đẹp luôn. Màu đỏ này là đó. Đỏ này là đỏ phối nha. Không có đỏ nhiều nè đẹp. 50-58 ký. Rồi đỏ nơ. Hương Nguyễn lên số điện thoại Hương Nguyễn ơi. Cái bờm màu xanh đọc chuối nó mới hợp với cái bộ này phải không chị. Cái bờm màu xanh đọc chuối và bờm hồi sáng cũng chưa có hợp lắm. Rồi cái này ghi cho tiết là vàng nơ luôn đi. Để tiết về tiết sắm thêm cái bờm màu xanh đầu chuối cho nó đủ bộ. Rồi có size lớn là số 5 Nguyễn Thuận ơi. Vàng nơ dùm tiết nha. Bi đen rồi chốt cho bạn khoai lang nè. Bi đen 135.000 Nhung Nguyễn. Mã này ghi cho tiết là vàng nơ nha. Vàng nơ 50-58 ký. Rồi mẫu nơ là tiết có bao nhiêu màu. Bây giờ tiết qua cái khác cho mình. Vàng nơ cho chị Phong Lam. Dạ ok chị. Vàng nơ. Ủa cái bộ màu vàng đẹp. Đó nơ cho bạn khoai lang. Rồi còn cái chữ nơ nữa nè. Rồi hiện tại hàng bên nhà này mua về bán vừa y luôn. Còn hàng bên Quỳnh Anh hơi rộng á chị. Trời thiệt cái đọc chữ không chạy luôn đó. Rồi còn da nơ này khách. Bộ nơ đẹp quá không có size lớn đúng rồi. Bộ nơ này tiết chỉ có size 58 chứ trở lại thôi. Bây giờ mình ghi cho tiết chữ nơ nha. Đó còn bộ nè. Chữ nơ
Rồi bây giờ tiếp lên số 5 cho mọi người chốt nha. Gán lai sắm cái bòm xanh nọc chuối mới được, chứ giờ chưa có đủ khả năng sắm. Mới đi cầm cái màu xanh ngọc. Cái này mình ghi cho Tiết là đen 5, 60 đến 65 kg đen 5. 60 đến 65 kg. Ủa em bạn size 40-55 kg chị. Mã này ghi cho Tiết đen 5, đây số 5 lớn nhất. 60 đến 65 kg. Rồi da nơ. Trang trinh cái này Tiết đọc chữ nơ nha. Chữ nha, ok không? Chữ nơ nha. Rồi cái này đen 5 nè, số 5, 60 đến 65 kg, đen 5. Đen 5 giùm Tiết nha, 60 đến 65 kg, đen 5. Rồi đây bộ trắng. Ai mua không? Ai mua không bộ này? Không mua thì em đi thay ra. Em sẽ thay màu trắng, ai mua không? Ai mua không, ai mua giùm em. Không mua thì em đi thay nha. Rồi ok chị, rồi ok em Trang Trinh nè. Nãy chị đọc chữ em ghi da là ok luôn ha. Rồi Trang Trinh, rồi có cái giấy. Rồi ai cả nhà em mặc màu trắng. Màu trắng hay thơ nè mấy chị ơi, màu trắng hay thơ nha. Rồi 40-55 kg. Rồi mặc quần có bị gấp không ta? 40-55 kg. Chúng giờ tí là trắng phối. Trắng phối nha mọi người, 40-55 kg. Cái này dễ mặc. Dễ mặc ra áo với quần khác được nha. Trắng phối 40-55 kg. Trắng phối. Lập thể 4, 55-60 kg lập thể 4. Kiểu này đẹp đó mọi người ơi. Cái này là cái tay nó hai lớp nha. Rồi mình ghi cho Tiết lập thể 4, size 4, 55-60 kg, lập thể 4. Chị mang bộ này đẹp quá, nãy giờ bộ nào mang cũng đẹp hết trơn. Mà bán ế. Mang, à đây hồi sáng chị nào hỏi em cái bi màu xanh lá nè. Sáng có chế nào hỏi em rồi Lệ Nguyễn gắn phó bộ mặt đây. Sáng chị nào hỏi Tiết là bi xanh nè. 40-55 kg hồi sáng nhớ có chị hỏi. Bí xanh nha. Tập thể 4 cho Mai Xuân dùng đơn ok khách. Rồi đây bí xanh nè. Sáng nhớ con chế hỏi em. Hỏi em mặc bi đỏ hỏi màu xanh. Bây giờ em có màu xanh luôn. Biết chế đó đâu rồi. Biết nữa. Hay nha bí xanh. Rồi Nhung Nguyễn bí xanh. Rồi cái này ghi vô tích nâu 3. 40-55 kg nâu 3. 40-55 kg. Rồi ghi cho Tiết nâu 3 nha. 40-55 kg nâu 3. Cái này đẹp quá khách. Rồi khách ghi cho Tiết là bèo đi 40-55 kg. Cái này ở sau ở dúng hung nha. Rồi bèo 40-55 kg. Bèo đẹp quá đẹp luôn. Rồi bèo đi khách. Bèo này đẹp nha. 40-55 kg. Chốt cho Tiết là bèo. Rồi xanh 4 luôn. Size 4 là 55-60 kg. Xanh 4 55-60 kg. Rồi Dung Nguyễn có bèo. Rồi đây là xanh 4 Tiết nha. Size 4 55-60 kg. Xanh 4 55-60 kg. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi chú Tiết xanh 4. Hình như bèo Tiết còn bộ. Rồi Lệ Nguyễn có bèo. Rồi Lệ Nguyễn có bèo nè. Lệ Nguyễn rồi xanh 4 cho Nhung Nguyễn. Rồi chị Mai Xuân hai bộ gửi luôn.
Rồi xanh 4 thì Nhung Nguyễn cái khó xanh 4, cái khó xanh 4. Đây có bộ tay dài. Rồi cả nhà ghi cho tí. Hoa nâu 4. Cái bộ này rất là đẹp nha, kiểu nó rất là sang luôn. Hoa nâu 4. Rồi hoa nâu 4 55 đến 60 ký giùm tiếp hoa nâu 4. Đây cả nhà lát mặt tay dài cho cả nhà xem nha. Sang lắm luôn tay dài. Hoa nâu 4. Rồi mã này ghi cho tiếp là trắng 4 nha, tiếp đọc theo cái này nè. Trắng 4 55 đến 60 ký giùm tí size 4. Đó, cái này đẹp quá mọi người ơi. Rồi xanh 4 em hết rồi chị sang lên. Cái này mình ghi cho tiếp là trắng 4, trắng 4 nâu 4. Đây nâu, nâu 3, cái này nâu 3. Chị bộ này chưa lên rồi kìa. Xanh 4 cho Nhung Nguyễn. Nâu 4 là Hung Lê, nâu 4 tay dài. Rồi bộ nâu 3 là tay ngắn. Nâu 3 nha, 40 đến 55 kg nâu 3. Trắng 4 cho chị Phong Lam. Rồi ok chị trắng 4. Dạ, có tháo tiền chị? Chị họ gọi thằng lắm nghe. À dạ. Dạ dạ. Rồi, tiếp sẽ lên cái cục tay dài nha mọi người. Đây cái cục tay dài. Hoa nâu 3 40 đến 55 kg hoa nâu 3. Rồi hoa nâu 3 giùm tí mấy chị ơi, 40 đến 55 kg mấy chị chưa có mua hàng này mấy chị nhớ để ý. Mình nghe rõ số ký mình hãy đặt giùm tí nha. Là cái này tiết sale rồi tiết không đổi trả nha mấy chị. Cái này ghi cho tiết là đỏ 5, size 5 là 60 đến 65 kg. Vỏ bông lao lên số giùm chị, em chưa có đơn lên số giùm chị. Rồi đây là đỏ 5 nha, 60 đến 65 kg. Rồi đỏ 5. Size 5 là size lớn nhất mấy chị, 60 đến 65 kg. Rồi mấy chị ghi cho tí. Rồi hoa nâu 3 cho Lệ Nguyễn. Rồi đỏ 5 giùm tí nha mấy chị, size 5 60 đến 65 kg. Rồi mã này ghi cho tí là nâu phối 3. Nâu phối 3 40 đến 55 kg. Rồi có bông lao không có đơn nha em. Tại vì em lên số sau là mình sẽ không có đơn. Rồi mã này ghi cho tiếp là trắng sọc hết rồi khách. Nâu phối 3, size 3 nhỏ nhất 40 đến 55 kg tương đương với cái bụng tí đằng này. Rồi nâu phối 3 tiếp nha cả nhà ơi. Đây. Đẹp lắm luôn. Chị Loan Nguyễn Thị chị em đọc là 60 đến 65 kg chị ok thì mình ghi đúng mã là đỏ 5 kèm số điện thoại. Đó, mình ghi như vậy giùm em nha thì em mới chốt hàng cho chị được. Còn lại chị ghi 60k, 60k ở đây của em là 135k cho nên em sẽ không chốt. Nếu chị đồng ý chị ghi lại cho em đỏ 5 kèm số điện thoại cùng một dòng. Rồi chốt cho tiếp vàng 3 40 đến 55 kg. Chị Nguyễn lên mặt size 4 rồi chị. 58 với mét 6 mà size 4 là bao chuẩn luôn á. Rồi cái này vàng 3 nè khách, 40 đến 55 kg nha. Tay đẹp lắm luôn. Đó chị nào mình chưa mua hàng bên tí thì tí có báo là mình đặt hàng như vậy là được nha. Để mình ghi dài dòng á mình sẽ không chốt được. Rồi da 4 vàng 3 cho Quỳnh Châu. Quỳnh Châu vàng 3. Rồi bộ này mình ghi cho tiếp da 4 55 đến 60 kg da 4. Cái mẫu này thật ra mặc lên mới thấy đẹp mọi người. Nhiều khi em cầm mọi người thấy không đẹp, nhưng mà mẫu này lên mặc rất là đẹp luôn. Rồi mã này ghi cho tiếp là da 4 nha, size 4 55 đến 60 kg. Rồi da 4. Nhung Nguyễn có da 4. Rồi lên tay dài nè mọi người. Chị Hương Nguyễn 65 kg cao mới vừa chị.
nha, 65kg cao mới vừa, nếu mà thấp không vừa, cho nên là em không có chốt 65kg nha chị. Da 4 em hết rồi. Chị Loan Nguyễn Thị đỏ 5 rồi, đây em vô lại. Đỏ 5 của chị Loan Nguyễn Thị. Mã này ghi cho em là đỏ beo 5, 60 đến 65kg. Chị nào 65kg phải cao mới vừa. 65kg thí dụ em, thí dụ 1m4, 1m5 là không vừa nha. 65kg phải 1m55, 1m6 thì mới vừa cái size 5 nha mấy chị. Đỏ beo 5, 60 đến 65kg. Rồi ghi cho em, nếu mà mình vừa, mình biết mình cao thì mình ghi cho em đỏ beo 5 kèm số điện thoại. Rồi em có là hoa nâu 5 luôn nè, 60 đến 65kg. Cái mẫu này mấy chị mua đi, em bao sang cho mấy chị. Rồi hoa nâu 5, 60 đến 65kg. Hoa nâu 5. Một lát em có số 3 em mặc cho xem luôn. Mẫu này em không có nhiều đâu, chị nào chốt là cứ chốt nha. Như cục này toàn là số 5 không. Rồi bi 5, 60 đến 65kg. Bi 5. Rồi nâu 5. Lê Hiện Hoa. Khách ơi, khách mới thì chị chốt tối đa là 5 bộ thôi. Của mình hai like chắc cũng cỡ 5-6 bộ rồi. Bây giờ mình mua thêm thì mình phải cọc cho Tiết mới chốt được nha. Hoa nâu 5 Tiết hết. Đỏ beo 5. Cái này là bi 5. Bi 5 Tiết có 2 bộ. Cảm ơn chị. Rồi bi 5, 60 đến 65kg dùm Tiết nha. Mã là bi 5. Lấy thì ghi cho Tiết mã của mình là bi 5. Hiện tại Tiết còn bi 5 với đỏ beo 5 thôi. Hiện tại chỉ có size 5 thôi mấy chị. Mẫu này Tiết có size 5 thôi nha. Bi 5 đỏ beo 5. Rồi đây cổ sơ mi tính đá đẹp quá, xanh 4. 55 đến 60kg chị ơi, xanh 4. 55 đến 60kg. Rồi xanh 4. Quả trà đẹp luôn nha. Ủa sơ mi rồi có đính tá. Đó là xanh 4. Rồi bộ này ghi là xanh biển 4. 55 đến 60kg. Xanh biển 4. Xanh biển 4. Là xanh mấy chị, con này xanh biển nhìn Tiết nha. Mình nhớ mình ghi đúng thì Tiết lấy đồ đúng. Rồi bộ này 40 đến 55kg. Nguyễn Diễm Hương đặt hàng, mã và số điện thoại cùng một dòng. Có số thì bên Tiết mới gọi chốt đơn được. Rồi mã này ghi cho Tiết là da phối 40 đến 55kg. Da phối 40 đến 55kg nha khách. Đó bộ này đẹp quá, da phối. Riêu 5 khách ơi, 60 đến 65kg. Riêu 5, 60 đến 65kg. Đây đẹp quá. Riêu 5 nha, 60 đến 65kg. Riêu 5. Da phối Lệ Nguyễn. Riêu 5, riêu 5 màu xanh riêu. Rồi cái này mình ghi cho Tiết xanh đen 5. 60 đến 65kg. Xanh đen 5. Riêu 5 cho Phương Lê. Phương Lê riêu 5. Đó này là xanh đen 5 nhìn Tiết nha. Xanh đen 5, 60 đến 65kg nhìn Tiết. Xanh đen 5. Rồi đây chốt cho Tiết là xanh đen 5. Cái nền, cái nền nở nở ở dưới này là xanh đen nha mọi người. Xanh đen 5. Trời ơi quá đẹp luôn. Nâu 4, 55 đến 60kg. Xuất sắc chưa? Nâu 4 nha mọi người. 55 đến 60kg. Bộ mặt hết rồi à, Bích Diễm. Xanh đen 5 cho Bieber. Rồi đây, nâu 4 đẹp quá đẹp luôn nha, có đá nè. 55 đến 60kg. Rồi nâu 4 cho Nguyễn Thị Tú Trinh. Rồi bộ này mình ghi cho Tiết là da đi. Da này 50 đến 58kg da. Đây đẹp quá đẹp luôn. Mình ghi cho Tiết là da đi. Đó ghi cho cái này. Da nha.
Rồi 50 đến 58 thì nha. Đây cái bộ này sang lắm luôn. Cái bộ dây nha, vàng dây giùm tiếp. Đây dây là như thế nào để tiếp giơ lên cho xem. 50 đến 58 ký vàng dây. Để thu hồ da. Rồi em ơi 10 bộ em cọc cho chị đi rồi chị chốt theo nha. Rồi đây lên luôn vàng dây. 50 đến 58 ký quá đẹp luôn vàng dây nha. Cái bông này nó sang quá sang luôn á. Rồi bồ câu lấy vàng dây. Sang quá sang. Dây hình như tí còn trắng nha, đợi tí cứ lên nha. Dây với tí còn trắng. Rồi cái này ghi cho tí là đỏ nha, 50 đến 58 ký đỏ. Đây đẹp quá trời đẹp luôn, đỏ nha, 50 đến 58 ký mã của mình là đỏ. Rồi bộ này 50 đến 58 ký mã này ghi cho tí là da phối. 50 đến 58 kg da phối. Rồi 50 đến 58 kg da phối nha. Đó mình ghi theo mã tiếp tập để tiết lấy cho đúng bộ nha khách. Rồi giá khách ơi, đen 4 55 đến 60 kg đen 4. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi chị Phong Lam lấy da phối, ok chị. Bộ này là đen 4 nha khách, 55 đến 60 kg đen 4. Rồi khách like khách ghi giùm tiếp, bộ này là đen 4 nha. 55 đến 60 kg, lớn nhất là 65 kg chị. Đen 4 cho Phan Vy. Rồi đen 4 tiếp đó. Rồi cái này cổ bé. Bộ em mặc hết rồi chứ. Rồi đẹp quá trời luôn nha, đen 5, cái này là cổ vét mọi người ơi, rất là sang luôn, 60-65kg. Rồi Lê Thu Hồ chị nhận được 500k rồi em. Rồi cái này mình ghi cho tiếp nè, rồi đẹp luôn. Đen 5 cổ vét nha, 60-65kg, đen 4 thì tiếp đã chốt rồi. Bộ này là đen 5, đó, cổ vét mọi người ơi, tay lỡ, có số 4 mặt cho mọi người, có số 3 mặt cho mọi người xem. Đen 5 cho Trang Trần. Một lát có số 3 mặt cho xem nha, cái bộ đẹp quá. Rồi đây đây em lấy. Rồi đen 5 còn bộ. Rồi đen 5 tí còn bộ nha, lấy chú mình tí đen 5. Sao chế Nguyễn lên chị tức nữa rồi. Tức hoài nổi mụn chế ơi. Đó 5 là 60 đó 65 kg. Đen 5 với đỏ 5, đỏ 5 này trái tim nè mọi người, 60 đó 65 kg. Rồi đỏ 5 nha, đen 5 tiếp cận bộ. Điện thoại hoài, phá máy luôn chị. Giờ chế shopping rồi phá máy, miễn tiếp khách. Điện thoại hoài. Rồi mã này ghi cho tí là vàng 5, 60 đó 65 kg. Chốt không được em cũng buồn. Chị gán chị chốt cho em nè. Đỏ 5 cho Bieber. Rồi cái này mình ghi lại cho tiếp vàng 5, 60 đến 65 kg vàng 5. Cái này là cái tay hai lớp nha. Vàng 5. Rồi bồ câu có vàng 5, cái bộ vàng 5 này cái màu vàng đó, nó sang. Rồi đỏ 3. Đẹp quá đẹp nha. 40 đến 55 kg chốt cho tiếp đỏ 3. Đồ trong mình em, đồ trong mình em chốt rồi chế ơi. Chốt cho tiếp là đỏ 3 nha mấy chế. Rồi vàng 5 tiếp chốt luôn rồi. Tiếp chốt vàng 5 luôn rồi. Đây cái bộ cam này đẹp lắm nè các ơi. Quá đẹp luôn, cam 4 nha. 55 đến 60 kg cam 4. Đây đẹp quá đẹp luôn. Hoa màu cam. Rồi ghi chú ý là cam 4 nha. 55 đến 60 kg, bộ đó đẹp á. Rồi đó 3 Nguyễn Diễm Hương. Trời nhức nhối. Rồi cam 4 Huy Phương. Đó. Tê tái luôn. Đã nhức còn bây giờ tê. Quá trời đẹp. Cái này ghi cho tiếp là da 3, 40 đến 55 kg da 3.
Ngọc Phượng nhớ kèm số điện thoại nha, khách ơi, khách mới phải có số. Rồi mã này ghi cho tiếp là da 3 nha, 40 đến 55 cây da 3. Cam 4 tiếp chốt rồi khách. Rồi trắng 3. Rồi em chưa có đơn Nguyễn Thuận ơi, em chưa có đơn nha. Da 3 cho Lệ Nguyễn. Rồi trắng 3 đi khách, 40 đến 55 kg trắng 3. Quá đẹp luôn. Trắng 3 nha, 40 đến 55 kg. Rồi mình ghi cho tí là trắng 3. Đó đẹp lắm luôn nha. Trắng 3 40 đến 55 kg, hai cái bộ trắng số 3 nha. Rồi đây cả nhà ơi, đó trắng 3 nè cả nhà, 40 đến 55 kg trắng 3. Rồi nói thiệt chứ em mặc đồ này em khoái lắm, giống như em đi mai vậy mấy chị. Đó giờ từ trên xuống dưới vừa y luôn. Trắng 3 rồi chốt Ngọc Diệp Phạm. Rồi bộ này ngọc 4 đi khách, 55 đến 60 kg ngọc 4. 55 đến 60 kg ngọc 4. Cái này cũng đẹp nha nè. Form đẹp rồi là lên cái gì cũng đẹp hết. Cái form nhà này mai form đẹp. Rồi lên cho tiếp. Hoa cam 3 40 đến 55 kg. Hoa cam 3. Đó, đẹp nhức nhối luôn. Hoa cam 3 à, kiểu nhức mặt mà. Rồi cả nhà chốt cho tiếp hoa cam 3 ngọc 4 với Nhung Nguyễn. Nhung Nguyễn ngọc, ủa nãy Nhung Nguyễn hình như có ngọc 4 rồi, chuẩn bị trùng nha khách nha. Rồi hoa cam 3 này đẹp, quá đẹp luôn nha. 40 đến 55 kg. Rồi chốt cho tiếp là hoa cam 3. Ủa nó đẹp. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi tiếp có ngọc 3 luôn. Cái màu cam nó lên đẹp lắm đó. Ngọc 3 40 đến 55 kg ngọc 3. Hoa cam 3 cỏ bông lau, đẹp quá em ơi, cái hoa này đẹp lắm. Hôm bữa mặc lên rồi. Rồi ok, Hi Phương đi đơn luôn, ok khách. Hoa cam 3 rồi cỏ bông lau có em. Rồi đây ngọc 3. Rồi nè. Đẹp lắm luôn, 40 đến 55 kg ngọc 3. Rồi chốt đi khách ơi, ngọc 3 đẹp quá đẹp. Chị Nguyễn Linh. Rồi hoa cam 3 hết. Cái này mình ghi cho tiếng là đen 5. Bộ mặt chốt rồi Nguyễn Nhà, chốt rồi khách. Ở đây ghi cho tiếng đen 5 đây, 60-65kg. Đẹp quá đẹp luôn nè khách. Tay dài mặt sang lắm luôn. Ngọc 3 đen 5. Rồi đen trắng, trắng phối 40-55kg. Trắng phối mọi người ơi, 40-55kg trắng phối. Đây chốt cho tía nha, cái bộ trắng này đẹp lắm. Trắng phối 40-55kg trắng phối. Rồi cổ sơ mi luôn. Rồi cái này, rồi đẹp quá. Cái này giống cái bộ cam hồi sáng tiết mặt. Mình ghi cho tí là tay dài đen, đen 5 cho Ngọc Phượng. Quá đẹp luôn. Ai Ngọc Phượng đen 5. Rồi ghi cho tiếp đen phối nè. Bộ này đẹp nha, 40 đến 55 kg. Nếu mà chị nào có coi like hồi sáng tiếp mặt màu cam á, thì mẫu này là màu đen. Chốt cho tiếp đen phối nha, 40 đến 55 kg thôi. Rồi trắng phối với chị Hứa Loan. Rồi hết trắng phối nè cả nhà. Cả nhà ghi cho tiếp đen phối nha. Đẹp lắm. Cái form này hồi sáng tiếp mặt màu cam thì nó nổi quá. Còn cái này là đẹp nè. Rồi mã này ghi cho tiếp Loan màu 4, 55 đến 60 kg.
Rồi nữa gọi lại số đó nha. Khoai lang cho số nào ta? Khoai lang. Rồi gọi số này. Rồi mã này ghi cho tiếp nè. Loan màu 4 nha, 55-60kg. Loan màu 4, 55-60kg. Loan màu 4. Rồi lên cái mẫu này. Lên mẫu này cho giúp nhau chơi. Mẫu này có mẫu dây. Rồi đây cả nhà ơi, mình ghi cho tiếp cái này là xanh đen đi, 50-58kg nha, xanh đen. Rồi chốt cái tiếng là xanh đen. Đây giờ cái hoa văn mọi người xem. Rồi xanh đen 50-58kg đẹp lắm luôn. Rồi chốt cái tiếng bộ này xanh đen nha, 50-58kg mã của mình xanh đen. Rồi ai chưa chốt bao chốt lại giùm tiếp bao. 50-58kg bao. Đó, à nãy ai chưa chốt bao chốt bao. 50-58kg. Rồi hello Nguyễn Thị Quyên. Rồi đỏ luôn 50-58kg đỏ. Rồi đỏ nha mọi người, 50-58kg. Cái này chưa có số nhỏ để mặc cho mọi người xem. Rồi lên mẫu dây. Ở đây ghi cho tiếp là beo dây. Xanh đen cho chế Nguyễn Linh. Rồi chế Nguyễn Linh xanh đen. Beo dây đi mấy chị, 50-58kg beo dây. Mẫu này là sang lắm đó, hai bên phối cô tâm mịn. Rồi ghi cho tiếp là beo dây nha. Nãy giờ chưa có số nhỏ, có số nhỏ thiết mặt cho mấy chị xem rồi. Cái này 50-58kg thì tiết mặt nó hơi rộng, sẽ nhìn cái form nó sẽ không đẹp. Rồi ai lấy thì chốt cho tiếp beo dây nha. Rồi vàng dây. Như mẫu này tiết còn số to thôi à, nhỏ bán hết rồi. Rồi đây là vàng dây nè, 50-58kg. À mẫu này sang nha, vàng dây nha. 50-58kg. Rồi chốt vàng dây thế nào lát cũng mặc. Bán không được thế nào lát cũng mặc. Rồi da dây luôn đủ màu. 50-58kg. Rồi chốt da dây nha. Không xài dây cũng được nha mấy chị, không xài dây cũng được nha. Đó, da dây 50-58kg. Rồi bộ này nhỏ này mấy chị, 40-55kg hoa đỏ. Rồi bộ dây nãy giờ chị kiếm nhỏ không có nè em. Da dây da Mỹ Tú đó, nãy giờ tiết kiếm số nhỏ mà không có, thì số nhỏ tiết bán hết rồi. Rồi hoa đỏ này nhỏ nè, 40-55kg hoa đỏ. Có tay dài có nha khách, tay dài nãy giờ có like đó, tay dài thì hiện tại còn số 5. Đó, 3, 4, 4. Rồi cái màu cuối cùng là trắng dây. Rồi cuối cùng là trắng dây nè, đẹp quá đẹp luôn á. Rồi 50-58kg không có nhỏ nè, có nhỏ là nãy giờ tiết mặt cho mọi người xem. Rồi mã là trắng dây nha. Rồi tiếp theo. Rồi đây, cái này nó cũng số to. Thôi mà lỡ thì lên đúng bông nha mọi người luôn. Da dây gọn bộ. Da dây gọn bộ nha. Rồi cái này ghi vàng dây. À cái này ghi lá dây đi, vàng là bộ nãy, lá dây luôn. 50-58kg dùm tí nha, lá dây đó lên đủ màu cho mọi người luôn. Nãy vàng còn này tiết đọc lá đi ha, để không nó trùng màu. Lá dây. Rồi vậy là không có số nhỏ. Bị thú lấy lá dây. Lá dây gọn bộ. Lá dây gọn bộ. Dùng đơn cho chị Bêu Lon Nguyễn Thị lấy bao.
chốt mấy bộ rồi bà. Ngô Ngọc tiếc nhớ like này có một bộ à, like sấy không nhớ được bộ ơi. Lá dây cho Hồng Quyên. Rồi Hồng Quyên có lá dây, hết lá dây hết rồi, có hai bộ. Rồi cái này mình đi tiếp nâu dây đi, bộ này đẹp quá nè. 50 đó 58 cái giùm tiếp nâu dây. Nhớ like này à, like sáng không nhớ được nha tình yêu ơi. Rồi bộ này ghi dưới là beo vàng nha. Đó, đẹp quá, 40 đến 57 kg dúng sau lưng. Beo vàng. Đẹp lắm luôn cả nhà yêu ơi, beo vàng nha. Hai đó, phối hai bên dúng dúng thùng ở sau. Beo vàng. Rồi bộ này nhỏ luôn. 40 đến 55 kg vàng phối. Ok, Loan Thái nào có nhỏ thì chị sẽ báo nha. Nâu dây Mỹ Tú. Rồi Mỹ Tú nâu dây. Rồi cái này ghi tiếp vàng phối, 40 đến 55 kg vàng phối. Rồi vàng phối 40 đến 55 kg, bộ này của Quỳnh Anh nè. Bộ này giá cao lắm, xả luôn giá 135 á, 45 đến 57 kg xám. Hàng này là 165, hồi lúc tiết mới bán là 165. Bán với càng ngày còn có 135. Xám này 45 đến 57 kg nha. Đó, bán với còn có 135 thôi mấy chị. Vàng phối với Phương Hồng. Rồi ok khách. Trang Lê không có em ơi. Rồi lá 5 đi khách. 60 đến 65 kg size 5. Size 5 nha. Xám cho Ngọc Phụng. Rồi ok Ngọc Phụng có xám. Vàng phối chứ khó. Rồi lá 5 dùm tí. 60 đến 65 kg lá 5. Đây 60 đến 65 kg dùm tiếp nha. Lá 5. Nguyễn Thuận có lá 5. Rồi 60 đến 65 kg. Rồi size 5 chị còn nhiều lắm, đợi chị xíu đây nè. Rồi sẵn lên mấy bộ 5 đó. Rồi chốt cho tiếp bộ này là đen 5 nha, 60 đến 65 kg rồi lên mấy bộ 5. Kiểu mới nữa đi, rồi đợi chị xíu để chị kiếm bộ nào size của chị để mặc cho vừa vặn, nhìn cho nó coi được xíu. Rồi bộ này ghi cho tí là cam 5 luôn, 60 đến 65 kg. Rồi dây thì mình về mình cột gọn lên tí nha, nó cột nơ rồi. Cam 5 là 60 đến 65 kg cam 5. Rồi lấy chốt cái tiết cam 5, 60 đến 65 kg nha. Rồi đây, xuất sắc luôn nè. 40 đến 55 kg. Rồi chữ phối. 40 đến 55 kg chữ phối nha cả nhà. Rồi chốt cái tiết là chữ phối nè. Đó đẹp lắm luôn. 40 đến 55 kg chữ phối. Rồi 50 đến 58 kg đen nơ. Đây đẹp nè cả nhà ơi, đây 50 đến 58 kg. Rồi đen nơ nha. Đẹp quá đẹp luôn. Mã của mình là đen nơ. Rồi xanh 5, 60 đến 65 kg, bộ này đẹp. Đen nơ cho Thủy Minh. Rồi ok chị. Chữ phối cho Phương Yến. Rồi ok khách. Rồi bộ này ghi giấy xanh 5, bộ này đẹp lắm cả nhà, tay lỡ nha. Rồi mã này ghi giấy xanh 5, 60 đến 65 kg em tiết xanh 5 đó, cả nhà ghi bộ này xanh 5, 60 đến 65 kg nha. Xanh 5. Phối đó, xuất sắc không. 40 đến 55 kg da phối. Đây da phối nha, 40 đến 55 kg. Rồi chốt da phối. Giờ mặc cái này đi ha. 40 đến 55 kg.
khỏi đi mai thiệt luôn. Rồi da phối 40-55 kg Loan Hải có da phối vừa y luôn mấy chị nha, vừa y luôn nè. Đó 40-55 kg cái tài nè, cái tài thích cái tài nha. Rồi da phối Loan Hải hàng phối chứ. Mã này ghi cho tiếc là da nơ 40-55 kg bộ này nhỏ nè, da nơ. Rồi ghi cho tiếc da nơ khách ơi. Ôi đẹp quá da nơ. 40-55 kg da nơ. Đen ba đi khách, 40-55 kg đen ba. Rồi, tiếp còn da nơ thôi cả nhà. Cái này đen ba thì tiếp nha, đẹp lắm luôn. 40-55 kg đen ba. Da nơ cho Bieber, rồi Bieber da nơ. Rồi, kiểu giống tiếp hai ra mọi người ghi cho tiếp đen 5. 60-65 kg. Hai đồ hoài phái lắm, mặc đồ mới hoài phái. Đen 5 60-65 kg. Đen 5. Sáng giờ mặc cả chục bộ đồ sướng giả mang. Rồi chị Nguyễn Dung ơi, mình mua hàng kèm số vô chị, kèm số điện thoại vô nha chị. Đen 5 cho Trương. Sáng giờ tiết mặc cả chục bộ mấy chị, phái dễ sợ. Rồi mã này ghi cho tiết vàng 4 nha, 55-60 kg. Mặc không phải giặt phái, ví dụ mà mặc hai ga, mặc hai ga không phải giặt phái đó chị. Chị Linh sướng giá mang, ngày mặc chục bộ không có giặt. Ủa em mặc hết rồi chị Như Diễm. Rồi đỏ 5 nhìn tiếng là 60-65 kg nhìn tiếng đỏ 5. Phải khoái, khoái mặt mà không có giặt. Đỏ 5. Rồi chị Nguyễn Dung đen 3 40-55 kg, 55 kg cao cao dùm em nha chị. Rồi cái này ghi cho tiếng là đỏ 5 nè, 60-65 kg dùm tiếng nha, đỏ 5. 60-65 kg đỏ 5. Vàng 4 tả hơn kim. Rồi ok khách, vàng 4 đỏ 5 dùm tiếp khách ơi. Rồi tiếp có bi xanh 5 nè, 60-65 kg bi xanh 5. Dạ đen 5 em chốt rồi chị Hải Dương, lát mình chốt qua màu khác dùm em nha. Rồi đây cái này cũng đẹp mấy chị. Da 5 đi khách, 60-65 kg. Trời ơi, đẹp quá mới chết. Da 5. Em size của chị đâu, size số 4 hả chết. Rồi đợi em xíu. Xanh 4 nha mẹ, em quên xanh 5. Da 5, da 5. Da 5 em có 2 bộ, chốt cho em da 5. Da 5 cho chị Hải Dương, rồi em còn bộ da 5. Đây mới chết, màu da nè. Da 5 giùm em nha, em còn bộ nè. Em da 5. Rồi bộ này ghi cho tí là xanh 3 mấy chị ơi, xanh 3 40-55 kg xanh 3. Rồi xanh 3 giùm tí nha, size 3 40-55 kg xanh. Mà size 4 đâu rồi, chui ra đây coi. Size 5 nó sao lại đây, size 4. Trắng 4 giống em mặc hồi nãy nè, 55-60 kg trắng 4. Rồi giống em mặc hồi nãy nha, mã này size 4 trắng 4 55-60 kg. Rồi ghi cho em trắng 4. Đỏ 5 nè, nãy em chốt rồi đỏ 5. Rồi xanh 4 luôn mấy chị, em có xanh 4 luôn nè, 55-60 kg nha, xanh 4 nha, 55-60 kg. Rồi ghi cho tí là xanh 4, xanh 4 xanh 5.
Rồi hồng dâu 40 đến 55 kg hồng dâu. Trắng 4 cho Thanh Huy. Rồi ok khách, trắng 4. Này hồng dâu khách ơi, 40 đến 55 kg hồng dâu. Rồi khách lấy chốt cho tiết bộ này hồng dâu nha. 40 đến 55 kg mã của mình hồng dâu. Rồi đây, em đây cục số 4 nè. Hồng dâu chơi chế Mỹ Hằng Mai. Hình như hồi sáng chế hỏi em hai hỏi ta. Không phải hả? Bộ tiết mặt hết, chế nào hỏi em bi xanh. Xanh em cũng chốt rồi. Đen 4 55 đến 60 kg đen 4. Hồng dâu tiết đại chốt cho chế Mỹ Hằng Mai, còn cái này mình ghi cho tiết là đen 4 55 đến 60 kg. Hồng dâu tiết chốt rồi khách. Rồi vàng 4 luôn nè. Rồi ok tại Hân Kim. Em 4 Ngọc Diệp Phạm. Rồi một lát còn mẫu này rồi chị like cho em chọn Lê Thu Hồ. Mẫu đó như chị còn. Cái này vàng 4 đi khách, đẹp quá đẹp luôn. 55 đến 60 kg vàng 4. Vàng 4 mọi người. Đây có quần ống suông. Hình như hồi sáng tiết mặt màu trắng đúng không? Còn sáng tiết màu đen, cái này trắng suông. Năm thì Ngọc Diệu vàng 4. Đây cả nhà ơi, trắng suông 40 đến 55 kg. Hồi sáng là trước mặt màu đen, còn này là màu trắng. Rồi suông nè, ống suông. Rồi ai lấy ghi cho tiếng là trắng suông nha. Đó đẹp lắm luôn cả nhà. Mấy cái này là sang. Đơn giản thôi nhưng mà rất là sang. Trắng suông là tại vì quần ống suông. Rồi mã này ghi tiếp là hoa nha. Đó này đọc đại hoa đi, 40 đến 55 kg hoa. Này có dúng không ở sao hoa nha. 40 đến 55 kg. Rồi hoa. Đẹp quá đẹp luôn nha, chốt liền bộ hoa trắng suông cho Bieber. Rồi Bieber trắng suông đẹp quá đẹp luôn. Hoa. Rồi rồi đen suông nè mấy ghiền nè. Đen suông mọi người, đen suông quần caro Lệ Nguyễn có hoa, hoa còn bộ. Rồi hoa còn một. Hoa còn hai. Đen suông luôn khách. Rồi trắng suông hết rồi. Ni Phùng lấy đen suông này đẹp quá đẹp luôn. Rồi có quần ống suông. Rồi chốt hoa cho Nguyễn Diễm Hương. Rồi Nguyễn Diễm Hương có hoa nè. Hoa còn bộ nữa nha. Hoa còn bộ nữa. Đây ai lấy chốt hoa đi, hoa còn một. 40 đến 55 kg đen suông mọi người. Đẹp quá đẹp luôn nè. Quần caro nữa. Rồi ai lấy chốt nha. Mẫu này sang lắm, đen suông. Rồi đen 5 luôn, 60 đến 65 kg đen 5, mẫu này đẹp quá. Hoa cho Trinh Nguyễn, rồi Trinh Nguyễn có hoa. Rồi còn đen suông nữa em. Rồi mã này ghi tiếp đen 5, đẹp quá đẹp luôn. Hoa hết luôn Nguyễn Ngà ơi, 3 bộ luôn rồi đó. Rồi thường là có 1 bộ mẫu đó được tới 3 bộ. Đen 5 nha khách, đen 5. Đây xanh phối. Đen 5 cho Bảo An. Bảo An đen 5 rồi xanh phối. 40 đến 55 kg xanh phối. Rồi đen suông. Rồi cái màu đen dễ mà. Xanh phối đi khách, 40 đến 55 kg nha. Xanh phối. Lập thể 5, 60 đến 65 kg. Lập thể 5. 60 đến 65 kg nha khách. Trinh Nguyễn có rồi á, Trinh Nguyễn. Đen suông 40 đến 55 kg vậy. 40 đến 55 kg. Rồi 50 đến 58 kg vàng. 50 đến 58 kg chốt cho tiếp vàng mọi người ơi, vàng nha.
40 đến 58 kg. Rồi chốt cho tiết mã là vàng. Rồi mẫu dây, dây này còn size lớn. Lập thể 5 cho Bảo An. Bảo An lập thể 5. Rồi mã này nâu dây 50 đến 58 kg. Đang kiếm size nhỏ mà tức. Tức thiệt. Bích Diễm lấy xanh phối. Rồi ok Bích Diễm. Rồi nâu dây 50 đến 58 kg. Nãy giờ kiếm size nhỏ mặc cho mấy chị xem mà hình như là size nhỏ bán hết. Rồi mã này ghi cho tí nha, nâu dây. Đây. Đẹp lắm luôn. À, có hai cái dây như thế này. Không mặc dây thì thôi tóc bình thường ha. Mình không mặc dây thì nó lên bình thường. Rồi lên luôn cho tí, cái này là chữ dây luôn. Vàng cho Nguyễn nha. Đó, quà lộc. Đổi địa chỉ ha Bảo An ơi, đổi địa chỉ phải không em? Bảo An đổi địa chỉ. Rồi ok nha, đổi địa chỉ thì cứ lên tí coi gửi địa chỉ mới vàng cho Nguyễn nha. Rồi bộ này là chữ dây. Đó, cái mẫu dây nó sang lắm cả nhà ơi. Mặc được hai kiểu, kiểu bẹt vậy, kiểu bình thường vậy. Đó, mặc được hai kiểu nha. Ok Bảo An. Rồi mã này ghi cho tí là chữ dây nha. Rồi đây cái màu xanh đen. 40 đến 57 cái xanh đen. Đó, cái mẫu lúc đầu có lai có dúng luôn nè, xanh đen. 40 đến 57 cái nha khách, xanh đen. Rồi khách lấy chốt cho tí xanh đen 40 đến 57 cái xanh đen. Rồi đây xanh nơ này nhỏ 40 đến 55 kg. Rồi chế Nguyễn Linh lấy xanh đen. Rồi mang thêm bộ nữa đợi xíu em. Đợi xíu. Rồi hết xanh đen, bộ này ghi cho tiếp là xanh nơ nha, 40 đến 55 56 kg xanh nơ. Chữ dây cho Lê Thu Hồ. Đợi tí xíu tí còn hai yên tâm. Mới có 3 giờ mấy à, like tới 5 giờ. Còn hai dài dài. Rồi bộ phối giống tiết mặt nha. Size lớn là 50 đến 58 kg. Vàng phối. Kiểu giống đăng nè. Rồi bộ này to hơn 50 đến 58 kg vàng phối. Đây. Kiểu giống tiết mặt. Đó, cái này size lớn hơn. 50 đến 58 kg. Rồi lấy đi cho tiết vàng phối nha. Vàng phối 50 đến 58 kg. Rồi cái này ghi cho tiết luôn, trắng phối luôn, kiểu tiết mặt 50 đến 58 kg nha, mấy bộ này là size lớn hơn bộ mặt. Đó, đẹp quá đẹp luôn. Đây. Trắng phối. Rồi, vàng phối, trắng phối nha. Rồi bộ này nhỏ nè. Hoa phối nè, 40 đến 55 kg cùng size tiết mặt. Hoa phối. Đó, bông hoa, có cái bông hoa to. Vàng phối Lê Thu Hồ. Rồi trắng phối luôn đi em, kiểu chi mặt. Rồi trắng phối cho chế Nguyễn Linh. Đây hoa phối là size giống tiết mặt 40-55kg. Lan Thái lấy hoa phối. Rồi bộ này cũng nhỏ luôn nè. Đỏ phối 40-55kg. Đỏ phối. Đó size giống tiết đăng mặt. Đỏ phối 40 đến 55 kg, đỏ phối nha các ơi. Rồi chốt cho tiết là đỏ phối nha, 40 đến 55 kg. Đây, nguyên cái cục phối lên luôn. Rồi hiện tại tiết còn đỏ phối nha. Trần thì kim mũi lấy đỏ phối rồi ok khách. Rồi để tiết lên cục phối nha. Trần thì kim mũi có đỏ phối. Rồi đây khách. Đẹp quá đẹp luôn. Sọc phối 40-55kg. Sọc phối. Rồi 40-55kg. Sọc phối nha. Chỉ tiết mặt nha. Sọc phối. Rồi 40 đến 55 kg da, bộ này ghi da.
40-55 kg, kiểu khác tiếp nha. Rồi bộ này ghi cho tiếp là da 40-55 kg. Rồi tiếp còn sọc phối nha mọi người, sọc phối. Rồi bộ này size to, bộ này ghi dưới là nâu 5, 60-65 kg, nâu 5, 60-65 kg, nâu 5. Sọc phối cho Lê Thu Hồ. Rồi tiếp còn bộ da, này là nâu 5, size 5, 60-65 kg, nâu 5, 60-65 kg, nâu 5. Rồi bộ này cũng size ha. Rồi da cho Lê Thu Hồ, Lê Thu Hồ có da. Bộ này ghi cho tiếng là nâu dây nha mọi người, 50-58 kg, mẫu dây giờ còn lớn không? Nâu dây 50-58 kg. Rồi ghi cho tiếng là nâu dây 50-58 kg mọi người ơi. Cái màu sang quá trời sang, nâu dây nha. Rồi kiểu tiếp theo mình ghi cho tiếng là chữ phối đi, 40-55 kg chữ phối. 40-55 kg. Đây kiểu giống tiếng đằng mặt, size giống tiếng mặt luôn. Mã của mình là chữ phối. Rồi lá phối luôn, 40-55 kg luôn lá phối. 40-55 kg. Rồi chốt cho tiếng là lá phối nha. 40-55 kg. Rồi đen 4 nè. 55-60 kg đen 4. 55-60 kg mọi người ơi, chốt cho tiếng là đen 4 nha. 55-60 kg lá phối và phương hồng. Đen 4, 55-60 kg. Rồi 50-58 kg xanh beo đi khách, xanh beo đi. 50-58 kg xanh beo. Lá phối thì chốt rồi mọi người. Nâu dây với Thanh Huy. Rồi chữ phối cho Lệ Nguyễn. Xanh beo 50-58 kg xanh beo. 50-58 kg. Rồi ghi cho tiếng là xanh beo. Rồi đẹp quá, đen 3 mọi người ơi, 40-55 kg đen 3. 40-55 kg đen 3. Rồi đẹp quá, đẹp luôn cả nhà, chốt cho cái bộ này đen 3 nha, sang lắm luôn ha. 40-55 kg mã là đen 3. Rồi ghi cho tiếng là beo vàng đi, 40-55 kg beo vàng. Rồi chốt cho tiếng beo vàng khách ơi, 40-55 kg beo vàng, mặc beo vàng nha. Đó bây giờ hai nữa nè, beo vàng nha. Nhìn nè, giống hệt rồi. Có gì khác á.
Đây. Cái này nó có dúng hay eo quá sao nè. Đó, dúng hay eo. Đây vàng. Dúng cho chị bộ đen. Em muốn thì rồi để em đem chị này nè. Vừa y cái size của em luôn. Beo vàng. Nga đặng lấy beo vàng. Cái bộ Quỳnh Anh mà đó, em bán mùa này lỗ mấy chị chốt giùm em 45 đến 57 ký mình ghi cho tiếp là Quỳnh Anh. Đó ghi luôn hả vậy đi Quỳnh Anh. 45 đến 57 ký nè, cái này em bán lỗ nè, 165 vậy em bán có 135 nè. Bộ này là lỗ đó mấy chị. Rồi mấy chị ghi cho em bộ này Quỳnh Anh nha, 45 đến 57 ký Quỳnh Anh. Rồi nâu 3 giùm tiếp luôn, 40 đến 55 ký nâu 3. Thay hoài rồi thiệt luôn, thay thấy mắc mệt luôn hả chị, thay thấy mắc mệt. Nâu ba luôn, 40 đến 55 ký nâu ba. Quỳnh Anh dây chân bích tay đó, cái hàng này giá cao lắm luôn. Em nhiêu bộ rồi chị? 15 bộ Lê Thu Hồ, 5 bộ em. Rồi cam ba luôn, 40 đến 55 ký cam ba. Trần Thị Kim mũi nâu 3. Rồi cam 3 luôn. Đẹp quá đẹp. Có áo màu phối không biết có nhưng mà ít rồi lại Nguyễn thôi. Mấy cái mẫu phối thì ít. Cam 3 nha. Đây đen nè, có màu đen nè. Đen phối 40 đến 55 ký. Đây, đen phối 40 đến 55 ký quần sang lắm luôn nè cả nhà. Quỳnh Anh tiết chốt rồi nha. Bộ Quỳnh Anh tiết chốt à. Đây áo màu nè. Đó. Đen phối tiết. Trời ơi, hai chấm mặt luôn thiệt luôn. Đây hai chấm mặt luôn. Rồi, 45 đến 57 ký xanh lá của Quỳnh Anh luôn. Nha, của Quỳnh Anh luôn, xanh lá. 40 đến 55 ký. Rồi cái này chốt tiếp xanh lá luôn của Quỳnh Anh luôn. 40 đến 55 ký. Rồi chốt nha, chốt nha. Này tung cái gì hai hoài. Có bữa mặc có một bộ từ sáng tới chiều. Đen phối là ni phùng. Hay tung hay hoài luôn. Cam 5 60 đến 65 ký cam 5. Biết sao hôm qua nguyên ngày mà có một bộ một và từ sáng tới đi ngủ luôn đó. Bữa nay phải mặc bù 10 bộ. Cam 5 60 đến 65. Em ở nhà mặc bộ từ sáng tới đi ngủ luôn mấy chị. Giờ ngày hôm nay em phải mặc bù lại. Đen 3 40 đến 55 ký. Cam 5 Quỳnh Tú Sương. Thông cảm cho em đi. Ngày này em cũng mặc 5-7 bộ với em quen rồi. Em qua nghỉ mặc có 1 bộ à. Xanh lá cỏ bông lao. Cỏ bông lao xanh lá. Đen 3 mấy chị ơi, 40 đến 55 ký đen 3. 40 đến 55 ký đen 3. Đây có bộ trắng này đẹp lắm nha. Bộ trắng này đẹp lắm nè. Để coi size mấy. Rồi bích diễm có đen 3. Rồi trắng nơ mọi người, bộ này đẹp lắm. 40 đến 55 ký trắng nơ. Đồ đang mặc em hết rồi chị. Rồi trắng nơ đẹp quá đẹp luôn. Ghẹ của chị hả? Thấy ghẹ của chị đâu hả? Ghẹ là cái gì? Ghẹ là cái gì trời?
hai bộ đi đơn cho Quỳnh Tú Sương. Bì bà uống rồi đó, 55 kg bì bà, không có biết lẹ. Uống rồi đó, 55 kg bì bà. Rồi đây cả nhà, cái bộ này đẹp lắm luôn nha, cái tay của mình là hai lớp nha. Rồi em kiếm 60 kg, 60 số 4 số 5 em. À ghẹ là người yêu đó hả? Trời, giờ em mới biết ghẹ là người yêu. Đi ba với chị Trần thì kim muội. Rồi đây em còn một bộ là beo, beo suông, beo là quần, quần này nè đó, ống suông nha, beo suông mấy chị ơi, beo suông giùm tí, đừng nói đi hai nữa nha. Ok, Quỳnh Ngọc Diễm, Ngọc 4 nè, đó, size 4, 55-60 kg, Ngọc 4, 55-60 kg, beo suông cho Lan Anh. Rồi, còn bộ caro suông lên luôn nè, caro suông luôn nha. Đây, cả nhà quẩn suông, đó, caro suông, áo thì áo màu đen. Cái này 40-55 kg, rồi, caro suông nha. Rồi khách lấy ghi cho biết mã là caro suông. Ngọc 4, 55-60 kg, Ngọc 4. Rồi cái này mình về mình cột lên dậy dùm tiếp nha đó. Rồi Ngọc 4 nha, 55-60 kg, Ngọc 4. Cái này ghi cho tiếng là đen 4, 55-60 kg, đen 4, 55-60 kg, khách hơi đen 4. Caro suông cho Lan Anh. Rồi mấy bộ đẹp quá. À, sáng có 2 bộ, chiều có 2 bộ thôi. Rồi bộ này ghi cho tiếp là xanh beo 5, 60-65 kg giùm tiếp nha. Xanh beo 5, 60-65 kg, xanh beo 5. Xếp luôn nha. Rồi khách hơi đỏ 3, 40-55 kg, đỏ 3. Rồi, cái em giao lộn hàng. Chị nghe nè em. Rồi rồi rồi. Hải Hải nhờ chị Thủy chạy đi hai. Nó nhờ shipper đó, gọi cái gói lộn 155. Nhờ chị Thủy chị. Đen 4 với chị Phong Lam. Chiều cuối like đi đơn cho em Lan Anh. À, rồi rồi em đem giùm chị. Lấy tiền lại chị. Cũng 155.000 nè. Rồi đỏ 3 Nguyễn Phú Thịnh. Đỏ bông lao bên chị gọi giúp đơn, ngày mai bên chị gọi em nghe máy giùm chị nha. Rồi đây cả nhà, cái bộ này đẹp lắm cả nhà ơi. Bộ này giống nãy tiết mặt màu trắng. Cái này đen phối nha, 40-55 kg đen phối. Rồi 40-55 kg đen phối, giống bộ trắng biết mặt. Rồi đây bộ kem đỏ 3, đỏ 3 chỗ mình đen phối với chị Như Diễm. Rồi đây bộ này hồi sáng biết mặt nè, cam 40-55 kg, còn lại bộ kem 40-55 kg. Rồi chốt cho tiếp cam nha. Đó đẹp quá đẹp luôn. Cam, bộ này sáng có mặt mọi người. 40-55 kg cam. Rồi đây đẹp quá đẹp luôn nha. Cái này mình ghi cho tiếp beo vàng 3 đi. 40-55 kg đẹp quá đẹp. Beo vàng 3, 40-55 kg, beo vàng 3. Rồi ghi cho tiếp beo vàng 3 nha, 40-55 kg, beo vàng 3. Rồi xuất sắc luôn. Chuẩn bị hai nữa nè, mấy chị chuẩn bị chóng mặt nữa nè. Dạ chị Nguyễn Phú Thịnh hai bộ đúng rồi chị. Caro 4, đỏ 3 hả? Caro 4 nha. 55-60 kg, caro 4. Rồi
4 nha, 55 nó 60 kg, caro 4 quá đẹp luôn, 55 nó 60 kg, caro 4. Trời, bộ này chốt luôn cho tí. Hoa vàng 4, 55 nó 60 kg, caro 4 cho Trương Quốc. Trời, đẹp quá chị. Rồi, hoa vàng 4 cho tí luôn, 55 nó 60 kg. Hoa vàng 4, 55 nó 60 kg. Hoa vàng 4, đây bộ sọc. Rồi, sọc, sọc 3, 40 nó 56 kg. Sọc 3, đây 40 đã 56 kg nha. Sọc 3 rồi, anh Thương Trần Thị đi đơn. Bộ chị mặc hết rồi em. Rồi mã này ghi cho tiếp, đen trắng 3, sọc 3 cho Lệ Nguyễn. Hoa vàng 4 Nguyễn Diễm Hương. À, để rồi cái này đen trắng 3 đi khách. Không lẽ thay nữa, mọi người chóng mặt thôi like luôn ha. Đen trắng 3. Rồi bộ này quá đẹp thì chứ, cái mẫu này mặc rất là sang. Sọc 3, bây giờ tiếp còn sọc nhỏ khách chịu không khách? Nguyễn Diễm Hương nè, tiếp còn sọc nhỏ này được không? Hồi nãy sọc kia to hơn, sọc này nhỏ hơn, Nguyễn Diễm Hương chịu không? Chịu ghi ok dùm tiếp nha. Rồi Lệ Nguyễn đen trắng 3. Đây Nguyễn Diễm Hương bây giờ còn sọc nhỏ nè các chị không? Sọc 3 nhưng mà này sọc nhỏ hơn xíu. Mình chịu thì mình ghi cho tiếng là ok nha. Bộ đang mặc thấy hết rồi khách. Hết rồi nha. Tiếng còn đen trắng 3 nha mọi người. Còn đen trắng 3 nha. Rồi sọc 3 đen trắng 3. Ngọc Diệp Phạm lấy sọc 3 sọc nhỏ nè. Ba đấy em, ba. Rồi bi ba luôn. Còn đen trắng 3 cho Lê Thu Hồ. Rồi đen trắng 3 còn bộ. Rồi đen trắng 3. À lộn. Em ơi coi Lê Thu Hồ đen trắng mấy. Cái này là đen trắng 5. Lê Thu Hồ đây. Rồi em mở ba đúng không? Rồi bây giờ còn đen trắng 5, 60-65 kg. Rồi còn đen trắng 5 nha mấy chị đẹp ơi, còn đen trắng 5 nha. Chị đen phối bộ này. Không. Đen phối là áo màu đen á em. Đúng rồi, đúng rồi đó, áo đen quần. Ừ. Võ Minh Nguyệt chị ơi, mình mua hàng là mã và số điện thoại một dòng mình mới chốt hàng được nha. Tại đứa còn đen trắng 5. Rồi bi 3 cho Nguyễn Nhung. Nguyễn Nhung bi 3. Nguyễn Diễm Hương em ghi không em. Đó em nhìn lại của mình em ghi không rồi chị đâu có lấy. Em ghi không mà chị hỏi em có ok em nó không. Rồi đen trắng 5 cho Hải Dương. Rồi đây. Đen bi 3 40 đến 55 kg đen bi 3. 40 đến 55 kg đen bi 3 nha. Đó đẹp quá. Dạ chị Nguyễn Phú Thịnh, cái này quy định bên em gọi điện nghe máy thì em mới gửi hàng chị, còn không nghe máy là em để lại nha. Tại vì khách mới á, nhiều chị thứ nhất cho sai số điện thoại, thứ hai số điện thoại không liên lạc, thứ ba thuê bao vân vân, nói chung đủ thứ. Em gọi được thì em mới gửi hàng nha chị. Nghe máy không được là không gửi hàng là tiếc lắm luôn nha. Đen bi 3 Kiều Oanh. Đó, lưu ý cho em là bên em sẽ gọi mấy chị cố gắng nghe máy thì mấy chị mới chốt đơn được. Rồi mã này ghi cho tiếp, xanh bi 4 55 đến 60 kg, xanh bi 4 55 đến 60 kg, xanh bi 4 nha. Rồi like này thì ngày mai bên tiếp mới gọi mọi người, tại vì tiếp vẫn còn like ha, tối vẫn like luôn cho nên là ngày mai mới gọi chốt. Rồi xanh bi 4. Rồi mã này ghi cho tiếc là trắng 5, 60-65 kg. Trắng 5 60-65 kg nha. Rồi chốt cho tiếc là trắng 5 nha, 60-65 kg. Trắng 5.
Rồi đây lên cái mẫu khối cái nha. Rồi cục này size nhỏ nè, 40-55kg nha, chuẩn bị chốt hàng nha. Trắng 5 cho Bảo An. Em ơi trắng 5 chị mới quăng đây. Trắng 5. Rồi trắng 5 cho Bảo An. Rồi đây ở nhà. Rồi bây giờ hai nữa nha, chuẩn bị chống mặt. Chị hai nữa nè. Cái này là size 40-55kg. Rồi cả nhà ơi, vàng nha, cái này chưa đứng là vàng thôi, 40-55kg vàng đó, đứng này ngắn nè, vàng 40-55kg mọi người, chốt tiếp vàng nha mọi người ơi, vàng hai bộ vàng nha, nữa hả? Em mặc bù ngày hôm qua, mặc được có 1 bộ, không có like mặc được có 1 bộ, giờ mặc bù. Rồi cái này vàng tươi à, vàng tươi nha, 40-55kg vàng tươi. Em mặc bù chị Linh ơi. Rồi vàng tươi nha khách, 40-55kg. Rồi tiếp mặt là vàng, còn cái này vàng tươi nha, 40-55kg. Rồi nguyên cây thì có một size một thôi. Này 56kg được, 40-56kg cam. Rồi Nguyễn Nhung có vàng tiết mặt. Rồi đây kem, kem nha, 40-56kg giùm tiết kem. Rồi đỏ, Phương Hồng có kem, kem tiết còn luôn. Đang coi kỹ rồi. Rồi kem tiết còn bộ nha. Rồi Phương Hồng có kem. Rồi bộ này khách ghi cho tiếp là đỏ, bó tay luôn. Em nói em mặc bù ngày mà à, hôm qua mà chị ơi, bó tay rồi sao mà bấm bằng phím sao chốt đơn. À, đỏ nè, 40-56kg đỏ. Da nha, cái này ghi da, 40-56kg da. Rồi ghi cho tí bộ này là da đó, bộ này đẹp. Ở sau là đen. Rồi da nha. Đỏ cho nó hy mộng. Đỏ nè. Ok khách nè. Rồi da đi, da đẹp quá, còn bộ cam. Bộ cam. Bấm bằng chân. Trời ơi. Cao thủ nữa rồi, bấm bằng chân. Da cho Ngọc năm tròn rồi, đẹp quá, Ngọc năm tròn có da. Rồi cái này ghi nâu luôn, khách mới đọc da, cái này ghi cho tiếng là nâu nha. Rồi mình ghi cho tiếng bộ này nâu nha, 40-56kg nâu. Rồi nhiêu màu nha mọi người, qua mẫu khác nha. Rồi cả nhà yêu ghi cho tiếng cái này cam 3, 40-55kg nha, cam 3. Rồi đây khách lấy thì ghi cho tiết bộ này là cam 3. Da hân này là bữa size số không gọi được, 038 5909. Rồi bữa không gọi được da hân ơi, 274 số size không gọi được. Đỏ cho Trang Trinh, Trang Trinh có đỏ. Thiên Mộng lấy nâu, Thiên Mộng lấy nâu. Size nhỏ nhiều dạ chị Nguyễn, cục này size nhỏ.
Rồi cái này cam ba. Củ chéo thôi, củ chéo hình như hồi sáng chỉ còn một vài bộ. Chỉ còn đây nè, hên quá, đỏ chéo nè, đây đây hình như còn bộ đỏ chéo nè. Đây em ơi, đỏ chéo nè. À, cái chéo này giống cái bộ trắng này chị mặc. Đỏ phối nha, 55 kg. Rồi đỏ phối nè, đẹp quá đẹp luôn. Giống cái bộ trắng này tiết mặt nha mọi người. Đỏ phối, 55 kg. Lại Nguyễn đỏ phối. Rồi, chốt luôn rồi, đỏ phối. Bây giờ màu xanh đi. Xanh ba nè. 40 đến 55 kg. Rồi em chấm mặt luôn. Rồi dựa vô em, rồi dựa vô cho bớt chấm mặt. Xanh 3, 40-55 kg. Xanh 3. Sáng giờ ăn có mì gói một cũng không ngon. Giờ hôm nay ăn mì gói với ngày mai là ăn thịt hầm không à. Bữa nào ăn mì gói lên kể với em. Bữa nào ăn thịt hầm, thịt sườn rồi đâu có kể đúng không. Cái này ghi cho Tiết là bi xanh 3 nha, 40-55 kg. Vàng 3 là của nào ta? Chị đâu có đọc vàng 3 em. Bi xanh 3, 40-55 kg. Bi xanh 3. Xanh 3 với bi xanh 3 nha. Xanh 3. Chị ăn chay tháng 10. Là ở dưới đây là tháng 10 đó hả chị? Cái này ghi cho tức là xanh beo 3, 40-55 kg. Xanh beo 3. Em đang kiếm mấy mẫu phối hả? Rồi để chị cố gắng chị kiếm chị like cho. Có đợt có phối nhiều lắm mà đợt này ít. Bộ chị đang mặc. Rồi ok em, bộ chị đang mặc. Hình như còn bộ. Bộ chị đang mặc nhớ nãy còn bộ. Nhớ nãy còn bộ mà ta. Rồi bộ chị đang mặc hình như hết rồi em. Chị hết rồi em ơi. Bộ chị đang mặc có màu vàng. À đây 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 còn nè em. Đây em ơi còn nha. Chị quanh bộ chị đang mặc. Trời đây cả nhà ơi, 50-58 kg. Mã này ghi cho Tiết là chữ phối nha. 50-58 kg chữ phối. 50-58 kg. Đây chữ phối. Mã này chị Linh. Bộ này chị vừa nè. Like mẫu phối màu đi. Bây giờ có là Tiết like rồi. Cái này bây giờ Tiết không còn hàng. Đây còn đỏ 3 với xanh 3 thôi đó. Dạng này 40-55 kg. Rồi còn cái gì lái đó mọi người, nếu mà còn rồi tiếp bóc lên tiếp lai hết rồi. Rồi xanh 3 đỏ 3 tiếp nha. Rồi kiểu giống tiếp mặt. Mã này ghi cho Tiết là chữ phối nha. 40-55 kg chữ phối. 40-55 kg. Rồi ghi cho Tiết chữ phối. Bữa nay gửi ba bộ đồ. Em ơi em đặt hồi nào? Giờ nói như vậy chị cũng không biết là hồi nào để chị trả lời em nè. Đi đơn cho em hai bộ nha. Ok Trang Trinh. Rồi xanh 3 nè, 40-55 kg xanh 3. Kiếm kiểu nhúng sau lưng. Nhúng sau lưng hình như là có mẫu em mặc hồi nãy thôi chị. Mẫu beo đó thôi. Rồi đỏ 5 có thôi, 60-65 kg đỏ 5.
Rồi, mã này ghi cho tiếp. Cỏ 5. 60 đến 65 kg, xanh bi 5. 60 đến 65 kg, xanh bi 5. Rồi, lấy ghi cho tiếp, xanh bi 5, đỏ 5, 60 đến 65 kg. Xanh bi 5, đỏ 5. Rồi ghi cho tiếp đen 5 luôn. Đây, đen 5 luôn, 60 đến 65 kg đen 5. Lên 4 đi em. Hỏi là có liền. Rồi chốt đi cả nhà, đen 5. Trời ơi, bốc lên có liền. Rồi, mã này ghi cho tiếp đen 5, 60 đến 65 kg đen 5. Hạ Vi này có mua hàng bên Tiếp nhưng mà bên Tiếp gọi chốt đơn không có nghe máy. Đặt hàng trên line khi gọi không nghe máy. Vàng 5 nè, 60 đến 65 kg nha, vàng 5. Rồi cả nhà ghi cho Tiếp bộ này là vàng 5 nha, 60 đến 65 kg vàng 5. Rồi hồng da 5 khách ơi, 60 đến 65 kg hồng da 5. Rồi kiểu này cái tay là hai lớp nha. 60 đến 65 kg hồng da 5. 60 đến 65 kg hồng da 5. Đỏ đô 5. 60 đến 65 kg đỏ đô 5. Rồi, không biết sang bóc ngay cục này số 5 không. Đỏ đô 5, 60 đến 65 kg đỏ đô 5. Rồi để em bóc cục khác nha. Rồi số 3 này. Mã này ghi cho tiếp 7 màu 3 nha, 40 đến 55 kg 7 màu 3. 40 đến 55 kg 7 màu 3. Đây, tay dài số 4. B4 các ơi. Đó, bộ này đẹp quá. Cái này chỉ có hai size B4 và B5. B4 là 55 đến 60 kg, B5 là 60 đến 65 kg. Rồi, đây là B4. 55 đến 60 kg và chỉ có B5 luôn, 60 đến 65 kg. Đen phối nè khách. Đó, khách muốn một màu nè, đen phối nè. 40 đến 55 kỷ. Rồi chốt cho tiếp đen phối nha. Đen phối khách ơi, 40 đến 55 kỷ à, đẹp quá đẹp luôn. Chú quần thấy sang không? Rồi đen phối 40 đến 55 kỷ đen phối. Đi 4 cho chị Nguyễn Linh. Cái này mà không đẹp nữa là nghỉ chơi luôn á. Bộ đó đẹp lắm luôn, mà ra đẹp lắm luôn. Rồi hoa vàng 3, 40 đến 55 kg hoa vàng 3. 40 đến 55 kg hoa vàng 3. Rồi đây hoa cam 4. 55 đến 60 kg hoa cam 4. Đó, bộ đẹp nha, 55 đến 60 kg hoa cam 4. Hoa vàng 3, ngọc 5 trần. Hoa vàng 3, bi đen 3 luôn. 40 đến 55 kg bi đen 3. Hoa cam 4, Nguyễn Ánh Quý. Hoa cam 4. Rồi, bi đen 3, 40 đến 55 kg bi đen 3. Ba giùm em đúng mã chị Như Diễm ơi. Bi đen 3. Rồi Lâm Dương Như Diễm không có sai, em không có chốt nha mấy tình yêu. Bi da 3, 40 đến 55 kg. Bi da 3. Rồi,
bi đen 3, bi da 3. Rồi đen nơ 3 40 đến 55 kg, đen nơ 3 40 đến 55 kg, bi da 3 như diễm. Rồi đen nơ 3 nha, 40 đến 55 kg, đen nơ 3 hình cái nơ đó mọi người. À, cái này là cái nơ nè. Đen nơ 3 hồng quyên. Rồi cái này ghi luôn cho tí xanh 3 đi. 40 đến 55 kg xanh 3. Ngoài cam 4 hả? Xanh 3. 40 đến 55 kg. Rồi xanh 3. 40 đến 55 kg. Rồi cam 5. Cam 5 60 đến 65 kg cam 5. Ngọc Tiên đem tới nhà nói không đặt hàng không nhận. Ngọc Tiên, vậy thì bán gì rồi đó khách. Đó, đem tới tận nhà nói là không có đặt cho nên không nhận. Rồi mã này ghi cho biết cam 5. 60 đến 65 kg cam 5. 60 đến 65 kg cam 5. Rồi mã này ghi cho tiếng là beo vàng, đây có dúng sau lưng. 50 đến 58 kg beo vàng. 50 đến 58 kg beo vàng. Rồi 50 đến 58 kg beo vàng. 50 đến 58 kg mã của mình beo vàng. Rồi hoa đỏ 40 đến 55 kg nha, hoa đỏ. Bốn mươi đến 55 kg hoa đỏ. Hết rồi em, Lâm Dương hàng này hết em ơi. Rồi trắng phối 40 đến 55 kg trắng phối. 40 đến 55 kg mọi người trắng phối nha. Bộ này giống cái bộ trước tiết mặt trắng phối. Rồi, bi đen 40 đến 55 kg, bi đen. 40 đến 55 kg, rồi bi đen. Rồi chốt cho tiếp nha. Mã này ghi tiếp là vàng phối luôn đi. 40 đến 55 kg vàng phối. 40 đến 55 kg vàng phối. Ngọc 5 đi khách, 60 đến 65 kg ngọc 5. 60 đến 65 kg ngọc 5. 60 đến 65 kg ngọc 5. Rồi 40 đến 55 kg cam phối. Bi đen cho Nguyễn Diễm Hương, bi đen. Cái này ghi cho tiếp. Cam phối nha. 40 đến 55 kg. Rồi chốt cho tiếp cam phối 40 đến 55 kg. Mã của mình là cam phối. Rồi loan màu 4 55 đến 60 kg loan màu 4. 55 đến 60 kg đẹp nha, loan màu 4. 55 đến 60 kg. Hả? Đồ cam có để ngoài. Hả? Đồ cam. Cái cục cam để lấy gì? Thì đi lấy cho cũ ra đi. Ý là sáng nhiều chị sợ không có gì. Hỏi Hoành đi. Hỏi Hoành đi lai tối hỏi Hoành. Rồi. Beo vàng 4, 55 đến 60 kg beo vàng 4. 55 đến 60 kg beo vàng 4.
ba bộ. Kè kè em ở trên mà. Đây này. Coi coi phải. Beo vàng 4 55 60 kg. Beo vàng 4. Rồi cái này ghi cho tiếng là beo 5 luôn, 60 đến 65 kg nha, beo 5. 60 đến 65 kg. Kim thê phan beo vàng 4. Cái này ghi cho tiếng là beo 5 nha, 60 đến 65 kg beo 5. 60 đến 65 kg beo 5. Đây cái mẫu trái tim nè mọi người. Trái tim 5 nha. Đó, mẫu trái tim 60 đến 65 kg trái tim 5. 60 đến 65 kg mã là trái tim 5 nha. Đó, đẹp quá đẹp luôn. 60 đến 65 kg trái tim 5. Rồi, mã này ghi cho tí là hoa, hoa bu 55 đến 60 kg, hoa bu. Beo 5 cho Nguyễn Thuận. Nguyễn Thuận beo 5. Cái này mình ghi cho tí là hoa 4. Ê, thật ra cái này là cái hoa nha mọi người. Đó, hoa 4 55 đến 60 kg. 104. Này. Đưa em chị. Rồi, mã này ghi cho tiếng là hoa nha, hoa 4. Chị mang không có 60 kg em. Hoa 4 cho chị Phong Lam. Rồi, hoa vàng 5, 60 đến 65 kg, hoa vàng 5. Rồi, Nguyễn Thuận beo 5 ok rồi em lấy cho em rồi nha. Cái này hoa vàng 5, 60 đến 65 kg. Hoa vàng 5. 60 đến 65 kg. Rồi, bộ này đẹp lắm nha mọi người. Mã này ghi cho tiếng là đen phối. Đi đơn cho Nguyễn Thuận khách cũ ok em. Đen phối này 40 đến 55 kg. Rồi, đen phối 40 đến 55 kg. Rồi chốt đi khách ơi, đen phối nha. 40 đến 55 kg. Rất là đẹp đó khách, đen phối. Rồi đẹp quá, đỏ 4 nè. 55 đến 60 kg đỏ 4. 55 đến 60 kg, đẹp nha. Rồi chốt tiếp bộ này là đỏ 4. Xanh lá ba 40 đến 55 kg, xanh lá ba 40 đến 55 kg. Đây đẹp quá, xanh lá ba nha, 40 đến 55 kg. Rồi đỏ 4 cho Ngọc Nguyễn. Ngọc Nguyễn đỏ 4, xanh ngọc 4, 55 đến 60 kg, xanh ngọc 4. Đẹp quá đẹp luôn á, cái màu ngọc ngọt quá ngọt. Xanh ngọc 4, 55 đến 60 kg. Rồi đây, xanh ngọc 3, 40 đến 55 kg, xanh ngọc 3. 40 đến 55 kg nha mọi người ơi, xanh ngọc 3. Xanh biển 3. 40 đến 55 kg xanh biển 3. 40 đến 55 kg xanh biển 3. Xanh ngọc 4 Nguyễn Diễm Hương. Rồi khách ơi, mình 5 bộ rồi, mình có mua thêm mình chọc thì tí mới chốt thêm được nha khách. Bộ này tay dài rồi, da 4 đẹp quá mọi người. Xanh ngọc 3 cho Lâm Dương. Rồi ok Lâm Dương, xanh ngọc 3. Đây da 5 mọi người ơi, đẹp quá đẹp. 60 đây. Da 4. 55 đến 60 kg rồi, da 4. Đẹp quá đẹp nha. 55 60 kg da 4, bộ tay dài. Xanh nhạt 3, 40 đến 55 kg da 4 Nguyễn Ánh Tuyết. Đó, bộ tay dài.
Nó chấm bi nữa nha, chấm bi thì size 5. Bi 5 60 đến 65 kg bi 5. Rồi đây bi 5 rồi mọi người, 60 đến 65 kg. Chỗ bộ này đẹp lắm nha. Rồi chốt liền bi 5. 60 đến 65 kg đó, bộ tay dài mặt sang lắm. Mình thích mặt lỡ thì mình kéo lên cái phần này thun. Rồi bi 5 nhìn tiếp nha. Xanh nhạt 3, màu này màu xanh nhạt, 40 đến 55 kg, xanh nhạt 3. 40 đến 55 kg. Gán chốt mọi người, hết hàng rồi mọi người. Rồi mã này ghi nâu 3, 40 đến 55 kg, nâu 3. Rồi không có chốt nữa khách ơi, Nguyễn Diễm Hương ơi, không có chốt nữa khách. 5 bộ đủ rồi khách ơi, mua thêm là phải cọc. Đấy, biết báo rồi, mình mua thêm là mình phải cọc. Rồi đen phối 50 đến 58 kg. Vi 5 mỹ nhân, vi 5 này. Vi 5 tiết họng bộ nữa nha. Rồi mã này ghi cho tiếp, đen phối nha. 50 đến 58 kg đen phối. 50 đến 58 kg, chị có chưa có biết Lâm Dương à. Tối em theo dõi em giờ chị cũng chưa biết nha em ơi. Nâu 3 cho ni phục. Đen khối nha khách, 50 đến 58 kg. Rồi đây sơ mi đỏ nè. 40 đến 55 kg nha, đẹp quá này. Sơ mi đỏ. Sơ mi đỏ nha khách, 40 đến 55 kg sơ mi đỏ. Đó, đẹp nha. 40 đến 55 kg sơ mi đỏ. Rồi da bún 55 đến 60 kg da bún. Rồi tay 2 tầng như thế này. Da bún 55 đến 60 kg. Rồi cả nhà lấy thì ghi cho tiếp là da bún 55 đến 60 kg. Xanh biển bún 55 đến 60 kg. Xanh biển bún. Bây giờ nó bẻ cho hết ra. Bây giờ ra hết ra, bây giờ ta bẻ ra hết ra. Về thì da bún nó phong lam. Ok chế. Bẻ cho anh gái hết tao. Rồi sắp hết hàng này rồi cả nhà yêu ơi, mình sẽ lên giờ vàng nha. Hồng da 5 60 đến 65 kg. Hồng da 5 60 đến 65 kg mọi người. Hồng da 5 rồi, hồng da 5 60 đến 65 kg. Hồng da 5 cả nhà, đỏ 5 60 đến 65 kg đỏ 5. 60 đến 65 kg mọi người ơi, đỏ 5. Hết hàng, hết hàng. Còn cục. Rồi đây 40 đến 56 kg đen bi. 40 đến 56 kg đen bi. 40 đến 56 kg đèn bì. Rồi đẹp quá đẹp luôn nha, vàng 3. 40 đến 55 kg vàng 3. Đây 40 đến 55 kg vàng 3. Bộ này đẹp quá khách, chốt liền nha. Rồi 40 đến 55 kg vàng 3.
rồi chốt cho biết trắng đi khách, trắng phối nha. 40 đến 55 ký trắng phối. Rồi 40 đến 55 ký trắng phối. Rồi. Nghĩ nha mọi người, lên xuống like lên lại là đồ khác nha. Rồi đây còn nguyên cục. Ủng quá trời. Cái mẫu này thôi em giơ lên nha, ai chốt thử thì chốt nha. Tại vì em thấy còn nguyên. Cái này là nguyên ri luôn nè, nó chưa lai luôn nè. Lên luôn nha. Rồi đỏ 5 cho mỹ nhân. Rồi đây, em lên cái bộ này cho mọi người. Rồi 40 đến 55 ký da phối kiểu giống nãy tiếp nè. Hai cái màu này đẹp quá nè. Rồi da phối nó hơn 40 đến 55 ký. Rồi da phối nha. 40 đến 55 ký. Trắng phối cho Nguyễn Nhung. Phối cho này. Đúng rồi. Rồi, vàng phối luôn cả nhà, da với vàng đẹp quá. Cái mẫu này nãy tiếp có mặt đó. Trần này cũng hoài thương mấy da phối còn nha khách. Rồi ai lấy thì mình cứ chốt nha. Đó cái này là tiếp đó. Nguyên cục luôn nè. Da phối vàng phối. Đây màu vàng đẹp quá đẹp luôn. Rồi da phối vàng phối. Đẹp quá đẹp luôn nha. Rồi chốt luôn đi mọi người ơi. Bây giờ tiếp xuống like, tiếp sẽ lên cái giò vàng. Giò vàng là cái gì đây? Còn bộ đỏ phối nè. Bán có 69.000 thôi. Rồi chị Lệ Nguyễn đúng 10 bộ luôn chị. Chị đơn cho chị ok nha chị. Hồng da 5 là có bộ này không em? Em Nguyễn Thuận ơi, hồng da 5 nè. À đúng không em ơi? Tại vì nãy giờ chị like mấy bộ nè. Hồng da 5 số 4 nãy giờ em có like á chị. Đỏ phối nha khách, 40 đến 55 ký đỏ phối. 70 ký em không có chị. Rồi đây đỏ phối nha, 40 đến 55 ký đỏ phối. Trắng phối luôn. Hồng da 5 Nguyễn Thuận. Nguyễn Thuận đúng không em? Bộ chị dơ lên đúng không em? Trắng phối rất hơn 40 đến 55 ký. Rồi đây chốt liền khách, cái này ghi cho tí. Rồi đi đơn cho Nguyễn Thuận ok em. Đỏ phối trắng phối nha. Nguyễn Nhung Facebook này của chị là Facebook mới, cho nên là ngày mai bên Tiết gọi mình nghe điện thoại giùm Tiết nha. Rồi mã này ghi cho Tiết là vàng sọc 3, 40 đến 55 ký. Vàng sọc 3, 40 đến 55 ký. Rồi ghi cho Tiết là vàng sọc 3, 40 đến 55 ký. Sọc 3. Rồi chốt cái tiếng là đen 3 nha, 40 đến 55 ký đen 3. Trắng phối cho Bích Diễm. Rồi Bích Diễm trắng phối. Rồi đen 3 khách thôi, 40 đến 55 ký đen 3. 40 đến 55 ký đen này của sơ mi. Rồi ok Nguyễn Nhung. Đen 3 tiếp nha, 40 đến 55 ký đen 3. Rồi lên luôn hồng da 3 mọi người, 40 đến 55 ký nha. Rồi hai lá như thế này. Rồi hồng da 3 đi khách. Gán chốt mọi người, hàng này tiếp khó rồi mọi người, lâu lâu mới có ít. Có ít để xả thôi á, là tại vì người ta lẻ mẫu lẻ sai người ta mới bán cho Tiết cái giá này. Rồi mình ghi cho Tiết hồng da 3 nha. Rồi đỏ 3 luôn, 40 đến 55 ký đỏ 3. Rồi chốt cho Tiết đỏ 3, 40 đến 55 ký. Bộ mặt Tiết hết rồi, Tiết còn vàng tươi thôi khách. Còn vàng khác nha, vàng này Tiết hết còn vàng tươi thôi. Rồi nâu 3 nè.
40-55 kg Trần Thị Hoài Thương có đỏ 3. Rồi nâu 3 nè khách ơi, 40-55 kg nâu 3. Rồi lấy gì cho tí là nâu 3 nha. Ôi, đẹp lắm luôn á. Nâu 3 nha, 40-55 kg nâu 3. Rồi ghi cho tiết luôn. Đen 5 60-65 kg đen 5. Rồi 60-65 kg chốt cho tiết đen 5 nha. Đẹp quá đẹp luôn. 60-65 kg mã của mình là đen 5. Hoa nâu 3 rồi. Hoa nâu 3 40-55 kg hoa nâu 3. 40-55 kg nha, hoa nâu 3. Rồi trắng 5. Trắng 5 nha, 60-65 kg. Đen 5 Phạm Đông Đâm, bộ đen xếp đó hả? Bộ này ghi cho tiết trắng 5 đẹp quá, cái cổ sơ mi. Rồi đi, đen 5 tiết mới chốt luôn rồi khách. Đây mình ghi cho tiết trắng 5 nha, 60-65 kg trắng 5. Rồi bộ này là phối 5. Đây phối nha, cổ vuông đẹp lắm luôn. Phối 5 khách ơi, 60-65 kg. Rồi khách lấy chốt cái tiếng là phối 5. Cổ vuông mấy chị, mặt cổ vuông đi đẹp sang nha. Rồi xanh sọc 3, 40-55 kg xanh sọc 3. 40-55 kg trắng 5 ha Tô Nguyễn. Em đang xếp luôn. Rồi xanh sọc 3 khách ơi, 40-55 kg xanh sọc 3. Rồi bộ này là 50-58 kg hoa đỏ. Hoa đỏ 50-58 kg hoa đỏ nha khách. 50-58 kg. Rồi chốt cho tiết mã là hoa đỏ. Hoa vàng 5. Đây, đẹp nha. 60-65 kg hoa vàng 5. Nơ còn 4 không em? Dạ chị, nơ bây giờ là em không có thấy 4 chị. Rồi mã này ghi cho tiết là hoa vàng 5 nha, 60-65 kg hoa vàng 5. Rồi 40-55 kg cam phối. 40-55 kg. Rồi mã là cam phối mình tiếp nha. 40-55 kg cam phối. Rồi tiếp đó xanh 4 khách. 55-60 kg xanh 4. 55-60 kg. Rồi chốt cho tiết là xanh 4 nha. 55-60 kg xanh 4. Bi 3 này khách, 40-55 kg bi 3. 40-55 kg nha. Rồi bi 3. Đó em gán em like đó chứ, em tính là nghỉ em like hàng hàng kia rồi đó. Rồi đỏ đô 5 dịch tiết là 60-65 kg đỏ đô 5. Đỏ đô 5 dịch tiết nha, 60-65 kg đỏ đô 5 bi 3 Trần Thị Hoài Phương. Rồi cán chốt cho mọi người đó. Rồi đây trái tim 5 mọi người ơi, 60-65 kg trái tim 5. Trái tim đẹp quá đẹp luôn này. 135.000 Nguyễn Thị Đậm. Rồi mã này ghi cho tiết là Ngọc 5, 60-65 kg Ngọc 5. 60-65 kg. Rồi Ngọc 5 nha. 60-65 kg. Chị đen 3 tí đã chốt rồi khách. Mã này ghi cho tiết là trắng phối nha, 40-55 kg trắng phối. Trái tim 5 cho Phạm Đông Đông. Phạm Đông Đông có trái tim 5. Cái này ghi cho tiết là trắng phối khách ơi, 40-55 kg đó, đẹp quá đẹp luôn. Bộ đẹp mà mọi người ơi. Rồi trắng phối hình tiết nha. Đó, kiểu này nãy có mặt rồi cả nhà. Trắng phối nha.
Rồi má này ghi cho tí là xanh ba. Mỹ Nhân ở Phước Long Bạc Liêu phải không em? Chị Toàn Lu nè. Số điện thoại 327 đúng không em? Ngọc Năm Trần có trắng phối. Cái này là xanh ba luôn mọi người, 40 đến 55kg nha, xanh ba. Đây, xanh ba luôn mọi người, xanh ba luôn đi. Rồi, trắng phối tí đại chỗ phải đó. Rồi, bộ này ghi cho tí là đen phối nè. Áo đen quần mà quần bông. Rồi, có hai cái dây mà không xài dây cũng được luôn nha. Đen phối 40 đến 55kg. Trời ơi, sang quá sang luôn à. Rồi, chỗ mình tí là đen phối nha. 40 đến 55kg. Rồi, mã của mình đen phối. Đây, xuất sắc luôn. Cái này đẹp lắm luôn, vàng 5, 60 đến 65kg. Rồi, chốt cái tiếp vàng 5. Cái này quần thun bô riết luôn. Quần thun luôn nha cả nhà. Đây, mặc như thế này. Rồi, chốt liền vàng 5, 60 đến 65kg. Đỏ 5 luôn. Đó, tốt mà mặc cái này cho đỏ với lại vàng cả năm ha. À, đỏ này đỏ 3. 40 đến 55kg nha, đỏ 3. Đỏ 3 khách ơi. Quần thun bô riết luôn, Phạm Đông Đông lấy vàng 5. Rồi đỏ này size 3, đỏ 3, 40 đến 55kg, đỏ 3. Rồi Ngọc 5 nè. À xin lỗi mọi người luôn, Ngọc 3 nó lộn rồi. Ngọc 3 luôn nha, 40 đến 55kg Ngọc 3. 40 đến 55kg, rồi Ngọc 3 luôn nha, size 3. Ngọc xinh quá trời xinh luôn. Rồi bộ này kiểu tiết mặt chữ đi khách, 40 đến 56kg chữ. Đó, kiểu tiết đang mặt. Ở nhà ghi cho tiết bộ này là chữ nha. 40 đến 56kg mã là chữ. Hồng da 5 khách ơi, 60 đến 65kg. Cái tay là hai lớp nè, cả nhà thấy đẹp không? Tay xòe nha. Hồng da 5, 60 đến 65kg. Rồi, chốt cái tiết bộ này là hồng da 5 nha. Đẹp quá đẹp, 60 đến 65kg hồng da 5. Rồi, xanh 3 nha, bộ này đẹp lắm luôn, tay lỡ. 40 đến 55kg xanh 3. Rồi, chốt cái tiết mã là xanh 3 nha, 40 đến 55kg xanh 3. Rồi đây, 7 màu 3 luôn đi mọi người, 40 đến 55kg nha, 7 màu 3. Ngọc 3 cho Mai luôn, Ngọc chấm mì nha. Rồi, 7 màu 3 em tiếp nha, 40 đến 55kg, 7 màu 3. Cái này học là 7 màu, 7 màu 3. Rồi, xanh bi 3 luôn, 40 đến 55kg xanh bi 3. Bộ mà chấm bi nha. Xanh bi 3 nè khách. Đúng rồi, cái bộ em cầm đúng rồi. Xanh bi 3. Rồi đây, bộ này đẹp nha. Cam thôi đó, hàng phi size. Cam 40 đến 55kg. Rồi chốt cái đấy là cam, 40 đến 55kg cam. Rồi ai có đi đơn báo luôn nha mọi người ơi, sắp tắt like rồi nha. Ủa này đẹp quá này, để coi size mấy cái nè. Số 3. Beo vàng 3 nè, 40 đến 55kg nha, beo vàng 3. 40 đến 55kg. Rồi beo vàng 3 đi khách yêu ơi, beo vàng 3. Beo vàng 3 nha, 40 đến 55kg beo vàng 3. Rồi Ngọc 4. Ngọc 4 nha khách. Ngọc 4 nha. Rồi 55 đến 60kg. Rồi giờ tiếp nghỉ xuống like nha. Like hàng 69 nè. Ai có đi đơn vô like sao báo đi đơn giùm tiếp nha.